Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 101. Đặc biệt Lãnh Tiêu Dật khác với những người khác, hắn ta tu luyện ngự thú dung hợp, sau khi yêu hóa nửa người nửa yêu, điều này giúp hắn ta trở thành nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ. Nhưng Lãnh Tiêu Dật biết chính mình có điểm yếu này chính là Pháp Trượng Vạn Linh. Không ai biết được lai lịch của Pháp Trượng Vạn Linh, nhưng lại có ghi chép về đặc điểm và uy lực của Pháp Trượng Vạn Linh. Là pháp trượng khắc tinh của yêu thú, nghe đồn đạo ngự thú của Thánh Địa Vạn Linh đến từ pháp trượng, cho nên sư tổ của Thánh Địa Vạn Linh đã sáng lập ra Thánh Địa Vạn Linh nhờ nó. Đồng thời từ đây cũng thuyết minh thuộc tính của pháp trượng, chính là khắc tinh của yêu thú. Người khác không biết ánh sáng xanh sẫm phát ra từ pháp trượng Vạn Linh là gì, nhưng Lãnh Tiêu Dật lại biết rõ, đó là tinh hoa ánh sáng, chuyên nhằm vào yêu thú, có thể hạn chế lực lượng của yêu thú, làm chậm tốc độ. Một chiêu cực kỳ chí mạng. Yêu hồn linh có tác dụng không rõ ràng lắm với nguyên thần của nhân tộc, nhưng lại có tác dụng rất rõ với yêu hồn. Sau khi khởi động yêu hồn linh thì có thể nhiếp hồn, cuối cùng bị người thi pháp thao tác. Đây là chỗ đáng sợ của pháp trượng vạn linh. Mặc dù Lãnh Tiêu Dật biết mình đang ở trạng thái yêu hóa nửa người nửa yêu, sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng của pháp trượng vạn linh nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng dù là lực lượng trong cơ thể bị chậm lại, hay thần hồn bị yêu hồn linh nhiếp hồn đều là đòn chí mạng với hắn ta. Cao thủ quyết đấu, chỉ cần một giây sơ sẩy cũng có thể quyết định thắng bại, cho nên Lãnh Tiêu Dật từ bỏ tấn công Dương Bách Xuyên không chút do dự, lùi ra khỏi vòng ánh sáng tinh lọc của pháp trượng vạn linh. Bởi vì Lãnh Tiêu Dật không dám đánh cược, Dương Bách Xuyên có giết hắn ta hay không. Lúc này trên tay Dương Bách Xuyên có khắc tinh của hắn ta. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng mắng của Lãnh Tiêu Dật, ngay lập tức cực kỳ vui vẻ, nhìn Lãnh Tiêu Dật cuống quýt rời khỏi phạm vi bao phủ của pháp trượng vạn linh, Dương Bách Xuyên thầm đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể khởi động pháp trượng vạn linh bao trùm phạm vi 9 mét. Cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu, cho người nghe âm thanh lục lạc, ha ha. Nói xong, Dương Bách Xuyên khởi động lục lạc trên pháp trượng vạn linh, hay nói cách khác là yêu hồn linh. Thuộc tính này được hắn hiểu được sau khi luyện hóa pháp trượng vạn linh. Đây cũng là lý gì hắn không sợ hãi Lãnh Tiêu Dật dù trong lòng lo lắng, bởi vì hắn biết sự ảnh hưởng của pháp trượng vạn linh đến trạng thái yêu hóa của Lãnh Tiêu Dật. Keng keng keng. Dương Bách Xuyên khởi động yêu hồn linh trên pháp trượng vạn linh, từng tiếng ngâm phát tán ra ngoài. Yêu hồn linh vang lên, Lãnh Tiêu Dật gầm rú, gào. Lúc này sắc mặt Trình Vĩ Khang cũng thay đổi. Đặc biệt khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy ra pháp trượng vạn linh, Trình Vĩ Khang khó chịu giống như nuốt phải ruồi bỏ. Con mẹ nó đó là pháp trượng của lão tử, được mẫu thân vạn linh thánh mẫu ban cho hắn ta để phòng thân. Nhưng bây giờ bị Dương Bách Xuyên luyện hóa. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Trình Vĩ Khang. Phải cướp lại pháp trượng vạn linh. Nhìn thấy Lãnh Tiêu Dật bị pháp trượng vạn linh ảnh hưởng, Trình Vĩ Khang cũng nóng nảy. Hắn ta biết rõ sau khi yêu hóa, năng lực của Lãnh Tiêu Dật vô cùng cường đại, nhưng điểm yếu là bị pháp trượng vạn linh khắc chế. Pháp trượng vạn linh là biểu tượng tượng trưng cho thánh địa vạn linh bọn họ, bởi vì từ trước đến nay người của thánh địa vạn linh thường cầm pháp trượng vạn linh đi bắt nạt người khác. Nhưng hiện tại người khác lại cầm thánh khí của thánh địa vạn linh đi đối phó với đệ tử của thánh địa vạn linh. Chuyện này cực kỳ châm chọc, Trình Vĩ Khang khó chịu hơn tất cả mọi người. Bởi vì hắn ta đánh mất pháp trượng vạn linh. Sắc mặt bốn đệ tử thánh địa vạn linh còn lại cũng cực kỳ khó coi, nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng pháp trượng vạn linh đối phó với Lãnh Tiêu Dật, tất cả đều vô cùng tức giận, cũng cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đi theo ta, trợ giúp Lãnh Sư Huynh, Trình Vĩ Khang tức giận gầm lên. Hắn ta và bốn đệ tử độ kiếp đại viên mãn kia không phải yêu hóa, nên pháp trượng vạn linh không có ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Mặc dù tiếng động của yêu hồn linh có thể ảnh hưởng đến bọn họ nhưng bọn họ có cách đối phó. Nói xong, Trình Vĩ Khang nhìn về phía Thẩm Bạch, Thẩm Huynh, nếu ngươi muốn lấy lại bùa long lân của thần phù linh tông các ngươi, hiện tại chung sức với bọn ta. Thẩm Bạch nhìn Trình Vĩ Khang, gật đầu, hắn ta cũng đã nhìn ra Dương Bách Xuyên là một tên yêu nghiệt. Rõ ràng tu vi là độ kiếp sơ kỳ, nhưng vừa rồi nhìn hắn chém giết với Lãnh Tiêu Dật. Lực lượng là chân khí chứ không phải chân nguyên, nói cách khác Dương Bách Xuyên vẫn là một độ kiếp chưa trải qua lễ rửa tội của Đại Thiên Kiếp.
nhưng trong tay hắn lại có rất nhiều pháp khí, thần thông chiến kỹ cũng là cao cấp nhất. Tiểu tử này quá quỷ dị. Hiện tại có thể điều khiển được pháp trượng của thánh địa vạn linh, thực sự là một người nghịch thiên. Thẩm Bạch biết muốn lấy lại bùa Long Lân, nhất định phải phối hợp với Trình Vĩ Khang. Ngay sau đó Trình Vĩ Khang mang theo 4 tên đệ tử tinh anh của Điện Vạn Thánh Thánh Địa Vạn Linh và Thẩm Bạch lao về phía Dương Bách Xuyên. Mục tiêu là chém giết Dương Bách Xuyên bị thương càng nặng càng tốt, hoặc áp chế hắn, sau đó Lãnh Tiêu Giật không bị ảnh hưởng, nắm lấy cơ hội giết chết Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cường đại đến mấy cũng chỉ là tu sĩ độ kiếp, cũng là một người chưa trải qua thiên kiếp. Theo lý thuyết, dù là Trình Vĩ Khang hay Thẩm Bạch, đều là đệ tử thánh địa, đều rất để ý thể diện, không nên dùng cách đánh hội đồng, đánh tay đôi mới là phong cách của thánh địa, hơn nữa từ trước đến nay 9 thánh địa lớn đều làm như vậy. Nhưng hiện tại vì lấy về thánh khí của mình, Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch chuẩn bị không biết xấu hổ. Hơn nữa da mặt đã mất hết từ lâu. Dương Bách Xuyên căng chết cũng chỉ là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, nhưng bọn họ là đệ tử thánh địa, tu vi thấp nhất cũng là độ kiếp hậu kỳ. Trên danh nghĩa coi như đang bắt nạt Dương Bách Xuyên, lúc này lựa chọn cùng lên, hoặc nói cách khác từ lúc bắt đầu đi vào đại điện cũng đã từ bỏ ra mặt. Nhưng đối với Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, chỉ cần có thể lấy lại pháp tượng Vạn Linh và bùa Long Lân, giết chết Dương Bách Xuyên, có xấu hổ hay không đều không sao cả. 6 người lai về phía Dương Bách Xuyên, trong tay bộc phát ra công kích cường đại nhất của mỗi người. Trong 6 người, Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch và độ kiếp hậu kỳ, 4 người còn lại là độ kiếp đại viên mãn. Nhưng Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều là thế hệ thứ 2, thực lực và thủ đoạn không hề thua kém độ kiếp đại viên mãn. Vừa ra tay, người trước người sau thi nhau phát động công kích tấn công Dương Bách Xuyên. Hoặc phi kiếm, hoặc thần thông cường đại, hoặc bùa chú. Tóm lại trong một giây, cả đại điện bộc phát ra chân nguyên đủ loại màu sắc, hơi thở cực kỳ khủng bố. Thật sự không biết xấu hổ, Khương Thế Long nhìn 6 người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch cùng ra tay đối phó với Dương Bách Xuyên, đều là người của thánh địa, Khương Thế Long cảm thấy xấu hổ thay bọn họ, cùng đối phó với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ chưa vượt qua thiên kiếp, truyền ra ngoài cũng đủ mất mặt. Khương Thế Long biết nếu Dương Bách Xuyên không chống đỡ được đòn tấn công của 6 người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, không chết cũng lột một tầng ra. 6 cao thủ độ kiếp liên hợp tấn công, mặc dù thủ đoạn của Dương Bách Xuyên mạnh đến đâu, trong tay có pháp trượng Vạn Linh cũng không dễ dàng chống được. Nói đến cùng, sức mạnh của Dương Bách Xuyên yếu hơn đám người Trình Vĩ Khang. Lúc này, Lãnh Tiêu Giật bị ảnh hưởng bởi pháp trượng Vạn Linh, tốc độ chậm lại, hơn nữa có vẻ thần hồn bị yêu hồn linh áp chế. Dương Bách Xuyên biết cơ hội đã đến, ngay lập tức lao nhanh về phía trước, giơ lên pháp trượng Vạn Linh, ném về phía Lãnh Tiêu Giật. Lãnh Tiêu Giật bị pháp trượng của Dương Bách Xuyên nện vào sau lưng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy 6 người Trình Vĩ Khang xông lên tấn công. Dương Bách Xuyên đành định ra tay lấy mạng của Lãnh Tiêu Giật, không ngờ đám người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch không biết xấu hổ liên thủ đánh hội đồng. Dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên biết mình không thể đỡ được công kích của cả 6 người, đành phải lùi về sau, từ bỏ cơ hội giết chết Lãnh Tiêu Giật. Nhưng đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng của Lục Yên Chi, Dương đại ca mau tới đây, trận pháp thất tinh mở ra. Dương Bách Xuyên nghe Lục Yên Chi nói vậy thì vui vẻ trong lòng, vừa lui lại phía sau vừa nhìn đòn tấn công đầy trời đang tới, không dám lơ là chút nào. Hắn dứt khoát thu hồi pháp trượng, khẽ động ý niệm, vận chuyển thần thông pháp tướng trong, thập nhị chí tôn, cũng đồng thời thúc giục chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô sau lưng, bùng lên vầng sáng lộng lẫy. Kim cương bất động ấn, kim cương chí tôn. Ngay tức khắc, cơ thể hắn hóa thành thân pháp tướng cao lớn tới hơn 30 thước, phù văn màu vàng loang loáng, kim cương bất động ấn tăng thêm phòng ngự cơ thể, cuối cùng thi triển ra kim cương chí tôn. Ba ấn hợp lực bất ngờ đánh thẳng về phía trước, nhằm hướng 6 người Trình Vĩ Khang bên dưới. Rầm rầm ầm. Trong tiếng rung chuyển, chấn động liên tục, mặt đất khắp phạm vi xung quanh đều run lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần thông chí tôn của Dương Bách Xuyên cường ngạnh đối kháng công kích của 6 người Trình Vĩ Khang. Dao động năng lượng khủng bố bùng nổ. Dương Bách Xuyên rên rỉ một tiếng,
hắn coi nhẹ công kích hợp lực của 6 người Trình Vĩ Khang. Tuy rằng đã hóa giải công kích toàn lực của 6 người bọn họ, nhưng cũng chịu chút thiệt thòi. Dù sao cũng là công kích toàn lực của độ kiếp đại viên mãn, không thể khinh thường. Pháp tướng thân tiêu tán, chuông Đông Hoàng đang rung lên reo vang cũng tiêu tán, cánh cửa U Đô hấp thu phần lớn năng lượng công kích, cũng tiêu tán mất, đại bộ phận đích năng lượng đánh sâu vào, nhưng cũng tiêu tán, thần tượng trở về tử phủ. Miệng Dương Bách Xuyên rỉ ra một tia máu, nhanh chóng lui lại phía sau, đến cạnh Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Tuy đánh ra một kích này bị hao tổn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng hóa giải công kích của 6 người. Hiện tại bọn họ đang đứng tại Trung ương Đại Điện, tròm thất tinh trên đỉnh đầu nở rộ tia sáng lấp lánh, chiếu xuống thành một cột sáng hình tròn rộng cỡ 3 thước. Mấy người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi cùng nhảy vào luồng sáng ấy. Sau đó có lực kèo hút thật mạnh truyền đến, bọn họ biến mất tại chỗ. Mà ngay một giây trước, có 5, 60 bóng người tiến vào đại điện. Trong đó có một gã thanh niên mày kiếm mắt sáng, vừa bước vào đại điện đã thấy cảnh pháp tướng khổng lồ của Dương Bách Xuyên tán đi, đôi mắt sắc bén lập tức sáng rỡ. Lúc này, không chỉ mình thanh niên ấy thấy được thân thể pháp tướng cao tới 30 thước của Dương Bách Xuyên. Mấy chục người vừa tiến vào đại y điện đều thấy pháp tướng thân của Dương Bách Xuyên. Những người này đương nhiên đều là người của thánh địa khác, cùng nhau tới nơi này. Lần này cả đại điện hội tụ người của bát đại thánh địa, có cửu đại thánh địa thì một thánh địa không tới, còn lại đều đến đông đủ. Trường Phong đại ca, người vừa thi triển pháp tướng thần thông kia là người của Trường Sinh điện các huynh ngà. Một nữ tử hỏi. Thanh niên được nữ tử xưng là Trường Phong chính là Mộ Trường Phong, đại đệ tử hiện tại của Trường Sinh Thần Điện. Mà nữ tử vừa hỏi là Hiên Viên Linh Hề, đệ tử của Hiên Viên Hoàng Triều, thế lực giao hảo với Trường Sinh Điện. Trước nay Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều giao hảo với nhau, đệ tử hai bên đương nhiên cũng có quan hệ tốt. Mộ Trường Phong cau mày nói, không phải đệ tử Trường Sinh Điện chúng ta. Lần này có 9 đệ tử đi tới thì đều ở bên cạnh ta. Nhưng pháp tướng thân của đối phương thoạt nhìn cùng mạch tương thừa với Trường Sinh Điện. Xem ra cần tìm hắn hỏi thăm một chút. Lúc này, đệ tử cửu đại thánh địa tề tụ tại đại điện của Thiên Yêu Hành Cung. Chẳng qua Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều đã biến mất không thấy. Mộ Trường Phong ghi nhớ kỹ lưỡng lời ghi lại của chính thánh chủ Vân Trường Sinh, sư phụ của thánh chủ Trường Sinh Điện bọn họ vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng Mộ Trường Phong biết một điều. Đó là thần thông Trường Sinh Chí Tôn do một tay thánh chủ sáng tạo là khai thác từ truyền thừa của sư phụ thánh chủ, diễn biến thành thần thông Trường Sinh Chí Tôn 9981 ấn hiện nay. Hơn nữa, Mộ Trường Phong nhớ rõ tổ huấn có nói, nếu ngày nào đó đệ tử Trường Sinh Điện thấy có người trong tu chân giới thi triển chiến kỹ thần thông có một mạch tương thừa với thần thông Trường Sinh Chí Tôn thì tuyệt đối không được đối địch. Nếu đối phương gặp nạn thì cần ra tay trợ giúp không tiếc hết thảy đại giới. Cùng với đó, cần lập tức bẩm báo thánh chủ. Đoạn tổ huấn này đã kéo dài hơn 1 vạn năm, nhưng hơn 1 vạn năm qua, đệ tử Trường Sinh Điện cũng chỉ thấy đệ tử Trường Sinh Điện bọn họ dùng thần thông Trường Sinh Chí Tôn ở tu chân giới mà thôi, không gặp bất cứ ai thi triển thần thông tương tự. Mà hôm nay lại bắt gặp. Trong lúc đi tới, vừa vặn ngang qua Khương Thế Long, Mộ Trường Phong hỏi dò chuyện Dương Bách Xuyên, mà Khương Thế Long cũng không giấu giếm. Nói tỉ mỉ cho Mộ Trường Phong chuyện của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Đối với Khương Thế Long mà nói, có thể cho Trường Sinh Điện một nhân tình thì đúng là mừng mà không được. Tuy Trường Sinh Điện là thánh địa có lịch sử ngắn nhất trong số cửu đại thánh địa tu chân giới, lại cũng được công nhận là thánh địa có sức chiến đấu mạnh nhất. Quan trọng hơn cả, người của Trường Sinh Điện tuân thủ quy củ nhất, đồng thời còn rất chính trực, có ân tất báo, nợ tình tất trả. Khương Thế Long rất sung sướng khi có thể khiến Mộ Trường Phong, đại sư huynh lứa đệ tử trẻ của Trường Sinh Điện ghi nhớ nhân tình. Sau khi Mộ Trường Phong nghe xong thì ôm quyền cảm tạ Khương Thế Long, sau đó khẽ nheo hai mắt nhìn thoáng qua Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch. Cuối cùng, hắn ta quay sang nói với một đệ tử bên cạnh, Lục Sư Đệ, người cấp tốc trở lại Trường Sinh Điện, bẩm báo chi tiết cảnh tượng vừa gặp cho trưởng lão điện, thỉnh trưởng lão điện định đoạt. Vâng, đại sư huynh yên tâm. Ta đi ngay đây. Lục sư đệ gật đầu, vội vàng xoay người đi ra đại điện. Mỗi đệ tử Trường Sinh Điện đều biết đến tổ huấn do thánh chủ Vân Trường Sinh nhắn nhủ lặp đi lặp lại này. Tuy không ai biết thánh chủ có ý gì, hoặc nói là người cùng sư phụ với thánh chủ xuất hiện.
Dù sao mỗi đệ tử Trường Sinh Điện đều coi Thánh Chủ Vân Trường Sinh như thần minh, mỗi lời của Thánh Chủ đều là lệnh trời. Vẫn nên nhanh chóng báo lại việc này mới tốt. Cửu Đại Thánh Địa chính là thế lực đứng trên đỉnh tu chân giới. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ gần như lũng loạn phần lớn tài nguyên tu luyện của tu chân giới. Đầu tiên, bọn họ rất bài ngoại, hình thành mối liên kết ăn ý đối với người ngoài. Ví dụ như khi Thiên Yêu Hành Cung mở ra, người của Cửu Đại Thánh Địa sẽ giành trước tiến vào. Các thế lực khác chỉ có thể đi sau. Mà hiện tại, mọi người thấy đã có người tiến vào Thất Tinh Thiên Yêu Cung trước thì sao có thể thoải mái cho được. Ngoài mặt, Cửu Đại Thánh Địa hào phóng lại hòa hợp, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ ngừng âm thầm phân đua, tranh chấp lẫn nhau. Giữa bọn họ cũng có thế lực giao hảo lẫn nhau, ví dụ như Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều. Mà hôm nay, nơi này ngoại trừ người của Thông Thiên Cung, đứng đầu Cửu Đại Thánh Địa chưa tới, trong điện đã hội tụ người của Bát Đại Thánh Địa. Trường Sinh Điện, Hiên Viên Hoàng Triều, Thần Phù Linh Tông, Thánh Địa Vạn Linh, Đao Chủng, Thiên Kiếm Sơn, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang, Tám Đại Thánh Địa. Trong đó Thông Thiên Cung chính là Thánh Địa đứng đầu được Bát Đại Thánh Địa còn lại công nhận. Tám Thánh Địa còn lại cũng không liệt ra thứ tự gì, dù sao đều là Thánh Địa, không ai thừa nhận mình kém cỏi hơn ai. Chỉ có Thông Thiên Cung lịch sử đã lâu, truyền thừa thần bí và vân vân đều đứng đầu các Thánh Địa. Quan trọng nhất là, nghe nói Thông Thiên Cung có thể thông tiên. Dựa theo quy củ trước kia, chờ người của Cửu Đại Thánh Địa tề tụ, mọi người cùng nhau tiến vào Thiên Yêu Hành Cung là được. Nhưng đến giờ mà người của Thông Thiên Cung không xuất hiện nghĩa là không tới rồi. Năm trước cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, người của Thông Thiên Cung tương đối tùy ý, không thích tham dự lịch luyện nguy hiểm thế này. Nói cách khác, hiện tại là có thể đi vào. Nhưng người của các thánh địa bọn họ còn chưa vào Thất Tinh Thiên Yêu Hành Cung đầu tiên đã bị một tiểu tử vô danh nhanh chân đi trước. Người của vài thánh địa đều bắt đầu sinh bất mãn. Thân là người của thánh địa, sẽ không có kẻ nào dễ chơi cả. Sau khi nghe ngóng, mọi người đều rõ ràng chuyện giữa Dương Bách Xuyên và Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch. Tiểu tử, có vẻ như, là người của Trường Sinh Điện kia tên là Dương Bách Xuyên, nữ tử đi cùng là Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên chính là người kinh động Cửu Đại Thánh Địa hơn 10 năm trước, được 9 thánh chủ của các đại thánh địa cho rằng cấp bậc thiên tư có thể so được với cổ thánh chủ. Mà tiềm lực thiên phú của Lục Yên Chi cũng là tiềm lực viên mãn tam lực hợp thập, cực kỳ hiếm thấy. Hai người đều là đối tượng Cửu Đại Thánh Địa muốn cực lực mượn sức. Hiện tại mới biết gan Dương Bách Xuyên lớn đến vậy, lại dám cướp đoạt pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu từ tay Trình Vĩ Khang, còn cầm bùa long lân của Thần Phù Linh Tông. Sau khi biết chuyện, người của các đại thánh địa bắt đầu cân nhắc kỹ càng, xem có nên mượn sức Dương Bách Xuyên nữa hay không. Thiên tư là việc của thiên tư, thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng vì một Dương Bách Xuyên mà đắc tội nhân vật cấp bậc thánh chủ thì chính là mất nhiều hơn được. Bên nào nhẹ bên nào nặng, ai nấy đều rõ ràng trong lòng. Bởi vì nếu mượn sức Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thì chắc chắn sẽ đắc tội Vạn Linh Thánh Mẫu. Trong tay Dương Bách Xuyên còn đang cầm pháp trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu cơ mà, điểm quan trọng là pháp trượng còn bị hắn luyện hóa rồi. Tính thêm cả bùa long lân, nghĩa là người này cùng lúc đắc tội hai đại thánh địa. Trong nháy mắt, có hai đại thánh địa làm ra quyết định, từ bỏ mượn sức Dương Bách Xuyên cùng Lục Yên Chi. Hai đại thánh địa đó là Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn giao hảo với Thần Phù Linh Tông. Bách Luyện Sơn Trang giao hảo với Thánh Địa Vạn Linh. Thế nên, sau khi rõ ràng tình hình, Mộc Ngưng Hiên, đệ tử dẫn đầu Thiên Kiếm Sơn, được xưng là Tiểu Kiếm Tiên đương đại trực tiếp hừ lạnh bất mãn, đúng là làm càn. Một tiểu tử bát nháo từ đâu tới cũng dám không đặt đệ tử Thánh Địa chúng ta vào mắt, tiến vào Thất Tinh Thiên Yêu Hành Cung trước. Không biết trời cao đất rộng, Mộc Ngưng Hiên âm thầm cổ vũ Thẩm Bạch, lén nói với đối phương rằng người của Thiên Kiếm Sơn ủng hộ Thần Phù Linh Tông. Sau khi Mộc Ngưng Hiên nói xong, Lưu Giật Trần của Sơn Trang Bách Luyện cũng đứng ra hỗ trợ Trình Vĩ Khang của Thánh Địa Vạn Linh, nói, được lắm, một thằng nhóc quê mùa nhỏ nhoi mà cũng dám láo xược như vậy, không để Thánh Địa của bọn ta vào mắt đúng không? Đáng bị trừng phạt. Mộc Ngưng Hiên và Lưu Giật Trần, một người là tiểu kiếm tiên của núi Thiên Kiếm, một kẻ là tiểu tông sư của Sơn Trang Bách Luyện. Người đằng trước thuộc núi Thiên Kiếm, tu luyện kiếm đạo, sức tấn công là mạnh nhất. Điều này tạm thời không đề cập tới.
Người đằng sau thuộc sơn trang bách luyện, tu luyện luyện khí chi đạo là chủ yếu, tinh thông trận pháp, luyện khí, con rối. Mức độ được chào đón trong chín đại thánh địa không kém Hoàng Triều Hiên Viên chút nào. Hoàng Triều Hiên Viên tinh thông y đạo, thuật luyện đan, có mối quan hệ tốt nhất trong chín thánh địa. Mà sơn trang bách luyện nổi danh với luyện khí chi đạo, có mối quan hệ chỉ kém hơn Hoàng Triều Hiên Viên chút đỉnh, mà Lưu Giật Trần lại là người xuất sắc trẻ tuổi nhất trong sơn trang bách luyện tinh thông luyện khí, con rối, trận pháp, nên được gọi là tiểu tông sư. Lần này hắn ta và Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm xem như đã công khai đứng về phe của thần Phù Linh Tông và thánh địa Vạn Linh, nói rõ muốn trở thành kẻ thù của Dương Bách Xuyên. Nhưng những người khác nghe vậy thì lại nghĩ khác. Mọi người đều không ngốc, sao có thể không nhìn ra được là pháp tương thần thông mà Dương Bách Xuyên thi triển giống hệt của Trường Sinh Điện chứ? Rõ ràng Mộc Ngưng Hiên và Lưu Giật Trần đang cố ý làm xấu mặt Mộ Trường Phong của Trường Sinh Điện mà. Thần thông mà Dương Bách Xuyên bày ra tất nhiên là có quan hệ với Trường Sinh Điện rồi, pháp tương khổng lồ cao 30 mét kia, toàn bộ tu chân giới chỉ có Trường Sinh Điện sở hữu thôi. Ngoại trừ Hiên Viên Linh Hề của Hoàng Triều Hiên Viên, những người khác đều nhìn về phía Mộ Trường Phong. Mà giờ phút này Mộ Trường Phong lại không có biểu cảm gì, sắc mặt thản nhiên không gợn sóng, cảm xúc không hề dao động, khiến người ta khó mà đoán được. Ở trong lòng Mộ Trường Phong, y biết rõ, Mộc Ngưng Hiên đang cố ý khiêu khích y, bởi vì y từng tỉ thí với Mộc Ngưng Hiên, Mộc Ngưng Hiên đã thua trên tay y. Nói tóm lại, núi Thiên Kiếm và Trường Sinh Điện đều là những thánh địa giỏi về tấn công trong chín đại thánh địa. Hai người đều tu luyện sức mạnh chiến đấu là chủ yếu. Khác cái là núi Thiên Kiếm tu luyện kiếm tiên chi đạo là chính, mà Trường Sinh thần thông của Trường Sinh Điện lại là một dạng tấn công cận chiến, đều có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Kỹ năng chiến đấu của hai người cũng chia thành xa và gần. Từ xưa tới nay hai đại thánh địa cũng luôn có sự cạnh tranh với nhau. Giờ phút này, mấy lời mà Mộc Ngưng Hiên đã nói với Lưu Giật Trần không khác gì đang sỉ nhục y cả. Nhưng Mộ Trường Phong là một người điềm tĩnh, trước khi chưa biết rõ thân phận của Dương Bách Xuyên, y sẽ không để xảy ra tranh chấp. Phong thái này, Mộ Trường Phong vẫn phải có. Nhưng, nếu xác định Dương Bách Xuyên quả thật có quan hệ với Trường Sinh Điện, dù có phải đặt cược cả mạng sống thì Mộ Trường Phong cũng không tiếc. Y không phải một người dễ nổi giận, cũng không phải người dễ gây chuyện, càng không phải một người sợ rắc rối. Mọi người thấy sắc mặt của Mộ Trường Phong không có biến hóa gì cả, bắt đầu rời ánh mắt sang chỗ khác. Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm thấy Mộ Trường Phong không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, trong lòng bắt đầu trào dâng lửa giận. Nhưng mà hắn ta cũng sẽ không trắng trợn táo bạo đi trêu chọc Mộ Trường Phong, âm thầm tính toán trong lòng, đợi lát nữa tiến vào hành cung thất tinh thiên yêu hắn ta sẽ tìm cơ hội xử lý Dương Bách Xuyên, đến lúc đó hiển nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội đối đầu với Mộ Trường Phong sau. Lúc này đám người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch đều vui như mở cờ trong lòng, không ngờ Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm và Lưu Giật Trần của Sơn Trang Bách Luyện lại đứng về phe bọn họ, trên mặt lập tức ngập tràn vẻ cảm kích. Mà Lãnh Tiêu Giật bị Dương Bách Xuyên dùng pháp trượng đập cho một phát, lúc này cũng bước tới chào hỏi mấy người bọn họ. Hắn ta bị pháp trượng của Dương Bách Xuyên đập vỡ cơ thể bán yêu nhưng nay đã khôi phục bình thường rồi, chỉ là khóe miệng vẫn có vết máu. Nhiệm vụ của hắn ta là cần phải lấy lại pháp trượng Vạn Linh từ trong tay Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi đấu một trận với Dương Bách Xuyên, hắn ta mới phát hiện, Dương Bách Xuyên không hề dễ đối phó như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Hiện giờ có Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm và Lưu Giật Trần của Sơn Trang Bách Luyện hỗ trợ, xem như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Lãnh Tiêu Giật biết nếu có thêm lực lượng từ hai đại thánh địa, vậy hắn ta có thể dễ dàng cướp lại được pháp trượng Vạn Linh từ trong tay Dương Bách Xuyên. Lúc này đệ tử dẫn đầu đến từ U Linh Chi Đô, Minh Du Nhiên, mở miệng phát ra giọng nói máy móc thậm chí còn pha chút lạnh lùng, các vị đạo hữu, xem ra lần này cung thông tiên sẽ không cử ai tới cả, mà nay tám đại thánh địa chúng ta đều đã có mặt đầy đủ, có phải chúng ta nên tiến vào hành cung thất tinh thiên yêu rồi hẵng nói tiếp hay không? Dù sao thì trước đó cũng đã có người đi vào rồi, mà trong hành cung đệ nhất hành cung thiên su lại không có nhiều đồ, các vị muốn ôn chuyện thì cứ tiếp tục đi. Nô gia đi trước đây. Minh Du Nhiên là nữ nhân, đến từ U Linh Chi Đô, chính là thánh địa thần bí nhất trong tám đại thánh địa từ xưa đến giờ. Người của U Linh Chi Đô đều rất ít thể hiện nhưng cũng không có ai dám tới trêu chọc bọn họ, bởi vì một khi đã trêu chọc đệ tử của U Linh Chi Đô,
bọn họ sẽ đuổi giết ngươi giống như U Linh, không chết sẽ không bỏ qua. Trong tu chân giới có tin đồn, thánh địa U Linh Chi Đô có quan hệ với tổ chức sát thủ, Bỉ Ngạn, tổ chức sát thủ mạnh nhất tu chân giới, khiến người nghe phải sợ mất mật, nhưng không ai có chứng cứ để chứng minh điều đó cả. Bỉ Ngạn, chính là một tổ chức sát thủ, không có nhiệm vụ ám sát nào mà Bỉ Ngạn không dám nhận hoặc không làm được. Trong lịch sử tu chân giới, tổ chức sát thủ Bỉ Ngạn thậm chí còn ám sát thánh chủ thánh địa thành công, cũng bởi vậy mà tổ chức sát thủ Bỉ Ngạn đã nổi danh trong tu chân giới. Có rất nhiều tin đồn cho rằng thánh địa U Linh Chi Đô này là thánh địa đứng sau lưng tổ chức sát thủ Bỉ Ngạn, không có ai biết thánh địa U Linh Chi Đô đang nằm ở nơi nào, nhưng mỗi lần tu chân giới hoặc là chín đại thánh địa có sự kiện lớn thì người của U Linh Chi Đô đều sẽ xuất hiện. Tầm hiểu biết của mọi người về đệ tử của U Linh Chi Đô hay đúng hơn là thánh địa của U Linh Chi Đô chỉ dừng lại ở một từ thần bí quỷ dị. Chỉ nói riêng Minh Du Nhiên này. Đám thanh niên đồng trang lứa của các thánh địa khác đều đã tiếp xúc với nàng ta mấy ngàn năm rồi, nhưng đến nay chưa một ai từng nhìn thấy gương mặt thật của Minh Du Nhiên. Mỗi đệ tử của U Linh Chi Đô đều mặc áo bào đen, đeo mạng che mặt màu đen chỉ để lộ mỗi đôi mắt, bọc bản thân kín mít không một kẽ hở. Điều này khiến cho trí tưởng tượng của mọi người bắt đầu bay xa. Công pháp và lực lượng mà đệ tử của U Linh Chi Đô tu luyện cũng có điểm khác với những người khác, tràn ngập âm sát khí. Nhưng lại mềm mại hơn âm sát mà thiên về âm lãnh nhiều hơn. Giờ phút này sau khi Minh Du Nhiên mở miệng, xem như đã chào hỏi mọi người xong, nàng ta dẫn theo 10 đệ tử bước vào cột sáng thất tinh, ngay sau đó biến mất luôn. Đao chủng Khương Thế Long là người theo đuổi trung thành của Minh Du Nhiên, nhìn thấy Minh Du Nhiên dẫn theo người bước vào cột sáng của trận pháp thất tinh, vội vàng hô, Du Nhiên muội muội đợi ca ca với. Các vị, Khương mỗ đi trước đây. Khương Thế Long vừa nói vừa vội vàng đuổi theo, bước vào cột sáng thất tinh rồi biến mất. Giờ phút này Mộ Trường Phong cũng nói với Hiên Viên Linh Hề đang đứng ở bên cạnh, Linh Hề sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Vốn dĩ Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên có quan hệ tốt hơn những bên khác, đệ tử hai bên cũng xưng hô với nhau là sư huynh muội. Ngay sau đó Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng dẫn theo đệ tử bước vào cột sáng của trận pháp thất tinh. Tiếp đó là Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm nói với những người khác, chúng ta cũng đi thôi. Sơn Trang Bách Luyện, Thánh Địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông lần lượt bước vào cột sáng của trận pháp thất tinh. Đương nhiên giờ phút này Thần Phù Linh Tông chỉ còn lại một mình Thẩm Bạch mà thôi, những đệ tử khác đều bị Dương Bách Xuyên xử lý hết rồi. Trước đó, sau khi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Đả Tiên Thạch bước vào cột sáng của trận pháp thất tinh, bọn họ đã bị một lực hút cực lớn kéo thẳng vào trong. Một giây sau, khi bọn họ xuất hiện trở lại thì đã tới một không gian khác rồi, là một tòa tế đàn truyền tống, cũng chỉ rộng khoảng 8 đến 9 trượng, nhìn về nơi xa, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt. Có cảm giác nơi này là một không gian nhỏ độc lập, hình như cũng chỉ trong phạm vi mấy chục dặm, bốn phía đều là một màu xám xịt. Nhưng có một ngọn núi khổng lồ lại xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ một cách rõ ràng. Lúc này giọng nói của Đả Tiên Thạch vang lên, chủ nhân, nơi này có tấm bia đá ghi chép. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, quả nhiên hắn đã phát hiện một tấm bia đá ở bên cạnh tế đàn, bên trên chi chít phù văn của yêu tộc. Vì vậy hắn hỏi Đả Tiên Thạch, trên bia đá viết gì vậy? Nơi này là Thiên Xu Tinh, cũng là hành cung của Kim Sí Thiên Ưng, bên trên viết. Sào huyệt của Thiên Ưng nằm trên đỉnh núi Thiên Ưng Sơn. Sau khi vào được sào huyệt của Thiên Ưng Vương, sẽ được khen thưởng một giọt huyết tinh của Kim Sí Thiên Ưng Vương, hơn nữa có thể đến hành cung tiếp theo trước, Thiên Toàn Tinh hành cung của Thiên Yêu Vương Bạch Long Giao, vượt qua được toàn bộ hành cung thất tinh Thiên Yêu, sẽ lấy được bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ. Đả Tiên Thạch giải thích nội dung trên tấm bia đá cho Dương Bách Xuyên nghe. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nội dung trên tấm bia đá mà Đả Tiên Thạch thuật lại cũng giống với lời mà lão nhân đã nói, nhưng mà có một điều mà hắn vẫn chưa hiểu lắm. Đó chính là huyết tinh, nhưng mà hắn đoán chắc nó cũng là một loại bảo vật, hoặc cũng có thể là sức mạnh trên người Thiên Ưng Vương, chung quy thì cũng có một từ máu, rất có thể là một loại bảo vật đặc biệt nào khác ấy chứ. Dương Bách Xuyên mở miệng hỏi Đả Tiên Thạch, bia đá có nói, Kim Sí Thiên Ưng Vương là thiên yêu cấp bậc gì không? Với cả huyết tinh của Thiên Ưng Vương là gì, nó có tác dụng gì vậy? Đá Đả Tiên nói, nếu không nói đến tu vi của Thiên Yêu,
chỉ nói về huyết tinh thì ta biết, đó là lực lượng mà thiên yêu phong ấn trong máu của chính mình. Nghe đồn yêu thú cấp bậc thiên yêu có gân cốt và máu toàn thân đều ẩn chứa sinh cơ và lực lượng vô cùng cường đại. Sau khi chết, máu sẽ không hòa tan mà sẽ hóa thành từng viên kết tinh, được coi là huyết tinh, chính là tinh hoa một thân lực lượng của thiên yêu. Lực lượng càng ẩn chứa trong huyết tinh của thiên yêu còn cường đại hơn, tinh hoa lực lượng bậc này có thể hấp thu trực tiếp, trợ giúp việc tu luyện tăng lên rất nhiều. Nghe xong, Dương Bách Xuyên nảy lên ham muốn. Hiện giờ tử phủ và mệnh tinh của hắn cũng đang cần nạp năng lượng vào, huyết tinh của Thiên Ưng Vương nhất định là thứ tốt. Đi, chúng ta tranh thủ cướp đi, phía sau vẫn đang có sói đuổi theo đấy. Sói mà hắn nói đương nhiên là những người thánh địa kia. Lúc này đi xuống tế đàn, sau đó đi về phía núi Thiên Ưng ngay trước mắt. Nhìn có vẻ rất gần nhưng thực ra mất cả một giờ mới đến được chân núi Thiên Ưng. Cũng may hành cung kim xí Thiên Ưng Vương không tồn tại trọng lực, chạy đi cũng không mất bao nhiêu sức lực, thú ngũ hành đã thử phi hành, một khi vận dụng chân khí bay lên thì lập tức sẽ xuất hiện trọng lực rất lớn, dường như trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, như là không thể để cho bất kỳ sinh linh nào bay trong không gian nhỏ này. Vì vậy, nhóm người Dương Bách Xuyên chỉ có thể đi lại dựa vào đôi chân của mình. Sau khi đến chân núi Thiên Ưng, Dương Bách Xuyên giải phóng chồn nhỏ từ trong không gian bình càn khôn ra, còn Thanh Ngưu thì hắn không dám thả ra, nơi này vẫn tồn tại trọng lực vô hình nên hắn không dám mạo hiểm. Lỡ như thả Thanh Ngưu ra, thoáng cái bị trọng lực nơi này đè chết thì cái mất nhiều hơn cái được. Chờ sau khi bọn họ đến chân núi Thiên Ưng, lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của núi Thiên Ưng này, nó là một ngọn núi chui vào trong mây. Đỉnh núi này phải cao bao nhiêu đây? Là mấy ngàn trượng? Hay là hơn vạn trượng cũng không chừng. Dù sao trên tấm bia đá kia đã ghi, sao huyệt của kim xí Thiên Ưng chính là trên đỉnh ngọn núi, leo lên đó là có thể lấy được huyết tinh của Thiên Ưng, đồng thời cũng tiến vào hành cung Thiên Yêu tiếp theo. Mà lúc này đứng dưới chân núi Thiên Ưng, nội tâm của Dương Bách Xuyên sinh ra một cảm giác bất lực, bởi vì núi Thiên Ưng, thay vì nói đây là một ngọn núi, chỉ bằng nói đây là một cây cột chống trời khổng lồ thì đúng hơn. Ngọn núi đá xanh trắng đan xen, trên đó không mọc nổi một ngọn cỏ, gần như là hình dạng trơn bóng, mặt trên ngoại trừ có một số bệ đá ngắn nhỏ và mờ nhạt để có thể leo lên ra thì hoàn toàn không mượn được sức lực nào để leo lên. Bay thì không được, bây giờ chỉ có thể leo lên bằng tay không thôi. Quan trọng là ngọn núi này quá cao, nơi này có trọng lực vô hình hạn chế, nếu leo lên thất bại, sau đó từ giữa không trung rơi xuống thì nhất định sẽ bị ngã thành đống thịt nát mất. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên nghĩ lại, muốn leo lên chắc chắn không hề đơn giản như vậy, chưa biết chừng sẽ có trở ngại gì, nếu là sào huyệt của yêu thú cấp bậc thiên yêu thì sao có thể đi lên đơn giản như thế được. Đứng ở phía dưới nhìn lên, có nhìn mãi cũng không thấy đỉnh. Tầm nhìn chỉ được vài chục mét rồi sau đó toàn bộ đều là sương mù dày đặc. Giống y như là trèo lên một cây cột chống trời vậy. Chẳng qua là cây cột này có đường kính quá lớn. Ước chừng đường kính phải gần ngàn thước. Làm thế nào để đi lên đúng là một vấn đề nan giải. Suy đi nghĩ lại thì đúng là không còn cách nào khác, chỉ có thể tay không leo lên. Nếu đã không còn cách nào khác thì trèo thôi, các ngươi đi gần ta một chút, lỡ như có biến cố gì thì ta sẽ thu các ngươi vào không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên dặn dò Lục Yên Chi và thú ngũ hành thú mấy câu. Vốn dĩ hắn có thể trực tiếp thu tất cả mọi người vào bình càn khôn, nhưng ngẫm lại, con đường tu luyện không phải là nuôi hoa trong nhà kính mà là rèn luyện trong lửa. Lục Yên Chi, thú ngũ hành, chồn nhỏ, thậm chí là đá đả tiên đều là sinh linh tu luyện, chỉ cần là sinh linh tu luyện thì cuối cùng chỉ có một con đường mà người ta tìm kiếm và bước đi đó là chứng đạo. Không trải qua rèn luyện máu, lửa thì sao có thể trưởng thành? Chứ nói chi đến chứng đạo. Cho nên Dương Bách Xuyên bỏ qua việc bảo vệ đám người Lục Yên Chi, tóm lại là bọn họ phải tự bước đi trên con đường tu đạo của mình, mỗi một sinh linh trên thế giới muốn đạo đều có con đường độc nhất vô nhị mà mình phải đi. Nếu hắn bảo vệ bọn họ thì ngược lại là hại bọn họ. Vốn dĩ con đường tu chân đã rất tàn khốc, có thể bảo vệ nhất thời chứ không bảo vệ được cả đời. Thay vì như vậy, cứ để bọn họ tự xông pha. Trước kia, lão già thường có một câu cửa miệng, ông nói, con đường tu đạo nguy hiểm đến đâu cũng thường đi kèm với cơ duyên lớn. Trước kia Dương Bách Xuyên luôn phản đối những ý kiến này,
nhưng quá trình hắn tu chân cũng gần 400 năm rồi, cả đoạn đường đi tới, hắn càng lý giải được những lời này của lão già là danh ngôn chí lý, bởi vì bản thân hắn hiểu rất rõ. Từ bây giờ trở đi, Dương Bách Xuyên không định bảo vệ an toàn cho bọn họ nữa, cho dù là chồn nhỏ cũng vậy. Chồn nhỏ là dị chủng hồng hoang, huyết mạch thần điêu phi thiên, nhưng từ sau khi đi theo hắn, đa số dưới mọi tình huống, chồn nhỏ đều ở trong trạng thái được hắn bảo vệ. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên hiểu được, sự bảo hộ này của hắn ngược lại đã hạn chế sự trưởng thành của chồn nhỏ. Dị chủng hồng hoang thần điêu phi thiên không phải là đóa hoa trong nhà kính, bây giờ đi tới tu chân giới, chồn nhỏ nên có sân khấu lớn hơn và thế giới riêng của nó. Trên con đường Dương Bách Xuyên đi tới, cho dù trải qua đau khổ, tuy là gần như mỗi một bước hắn đều gặp khó khăn nguy hiểm, nhưng con đường trưởng thành thực tế thu hoạch được rất nhiều, cho nên Dương Bách Xuyên hiểu rõ con đường tu chân, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân chứ không phải người khác. Nghe lời dặn dò của Dương Bách Xuyên, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thật ra không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở, đám người Lục Yên Chi đều hiểu được, ngọn núi Thiên Ưng này là không dễ leo lên chút nào. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu leo lên. Trước mắt là leo lên bằng tay không. Cũng may ngọn núi giống như cột trống trời này cũng không phải kiểu là không thể bám tay vào, mặt trên vẫn có một vài dấu vết trải qua sự gột rửa của năm tháng nên tạo thành từng hòn đá nhô ra để có thể mượn lực. Cộng thêm chân khí trong cơ thể vận chuyển nên có thể bám rất chắc vào thành núi, không đến nỗi tuột ra. Đợi đến khi bắt đầu leo núi, điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc mà lại nằm trong dự liệu chính là người có biểu hiện thoải mái rõ ràng nhất ngược lại là chồn nhỏ. Ban đầu chỉ thấy tứ chi sắc bén của chồn nhỏ dang rộng ra, sau đó thoăn thoắt bám vào trên tảng đá cứng rắn như huyền thiết, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng, trong nháy mắt bay lên rất nhanh rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cảnh tượng này làm cho Dương Bách Xuyên hâm mộ, khao khát bản thân cũng mọc ra tứ chi sắc bén như chồn nhỏ. Cùng là yêu thú nhưng thú ngũ hành cũng không có móng vuốt sắc bén như chồn nhỏ, cộng thêm thân thể thú ngũ hành lớn hơn, ngược lại là người chậm nhất, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn leo lên, chỉ là đi theo phía sau hắn và Lục Yên Chi. Còn hắn và Lục Yên Chi thì dựa vào chân khí trong cơ thể rồi nhanh chóng mà lên, tốc độ thật ra cũng không chậm. Người leo dễ dàng nhất lại là đá đả tiên, từ lần đầu tiên tên này xuất hiện đã từng thay Dương Bách Xuyên ngăn cản yêu thú. Hơn nữa, sau khi yêu thú và nguyên thần huyễn trọng thương, nó không thể biến hình được nữa, vẫn luôn ở trong trạng thái tảng đá, không tay không chân, chỉ có thể ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên, không cần bỏ ra chút sức lực nào. Cứ như thế, ba canh giờ sau, bọn họ leo lên được khoảng chừng hơn 1.000 trượng, đã thật sự chui vào trong mây. Ngẩng đầu nhìn lên trên, vẫn không nhìn thấy đỉnh. Mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đột nhiên nghe được âm thanh có tiếng sột soạt vang lên. Chủ nhân, hình như phía dưới có vật gì đó đang đi lên. Sau khi thú ngũ hành nghe được âm thanh sột soạt đó, nó cũng nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi liếc mắt nhìn nhau rồi nói, tăng nhanh tốc độ đi, lúc này phía dưới đột nhiên xuất hiện động tĩnh, tất nhiên là những người thánh địa, có lẽ là đám người Trình Vĩ Khang đấy. Sau khi tăng nhanh tốc độ, bọn họ lại leo lên được hơn 1.000 trượng, Lục Yên Chi đột nhiên nói, Dương đại ca, có thể nhìn thấy đỉnh núi rồi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nhìn lại, quả nhiên trước tầm mắt hắn ước chừng 700-800 thước, có một luồng kim quang lóe ra, hiển nhiên chính là đỉnh núi. Hơn nữa đỉnh núi này còn có tạo hình rất đặc biệt, rất giống như trên đỉnh cây cột có đội thêm một cái mũ nỉ rất lớn vậy. Sột soạt. Nhưng lúc này, âm thanh sột soạt càng lúc càng lớn. Lúc này, Dương Bách Xuyên không khỏi nhìn xuống phía dưới, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được cái gì đó giống như quái vật khổng lồ đang nhanh chóng đến gần. Điều này khiến nội tâm hắn kinh sợ, âm thầm nói, chẳng lẽ vẫn còn tồn tại yêu tộc. Nhìn trong đám sương mù dày đặc phía dưới mấy trăm thước có hình thể yêu thú gì đó, nhân tộc không thể nào có hình thể lớn như vậy, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Bọn họ gần như phải dùng hết tất cả lực lượng mới leo được lên đây, hơn nữa còn phải leo không ngừng nghỉ, nhưng âm thanh đang theo sát phía sau lại có tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, đồng tử của Dương Bách Xuyên co rụt lại, miệng mở lớn. Quả nhiên, vật trong tầm mắt càng lúc càng rõ ràng.
cuối cùng cũng thấy rõ thứ phát ra âm thanh sột soạt. Lúc này, Lục Yên Chi không khỏi kinh hô, còn đúng là yêu thú. Dương Bách Xuyên lại lắc đầu nói, không phải yêu thú, là thuật thần thông nào đó, hoặc có thể nói là vận dụng lực lượng, ta chưa từng nghĩ tới lực lượng trong cơ thể còn có thể vận dụng như vậy, chúng ta ngu quá đi. Sau khi Dương Bách Xuyên thấy rõ quái vật khổng lồ phía dưới thì nói một câu cảm thán. Dương Bách Xuyên xác định bên dưới nhất định là người, còn là người xông pha đi trước. Một đám người mặc áo đen, bao bọc toàn thân kín mít, nửa người dưới dùng pháp lực hóa thành thân thể, giống như mãng xà, nửa người trên đầu người. Có năng lượng linh khí thiên địa khổng lồ dao động, cho nên Dương Bách Xuyên xác định đó là một loại thần thông, chứ không phải yêu thú. Tổng cộng 10 mãng xà lớn, cầm đầu là một nữ tử. Các nàng dùng pháp lực biến hóa thân thể của mình thành mãng xà, từ đó du tẩu trên núi Thiên Ưng, bò trườn tiến lên. Cách làm này mặc dù hao phí lực lượng cơ thể, nhưng không thể không nói, trườn lên như vậy rất dễ dàng, hơn nữa thời gian cũng rất nhanh. Thật thông minh. Dương Bách Xuyên nhìn 10 người bọn họ trong nháy mắt trườn tới bên cạnh, trong lòng cảm thán, hắn biết kiến thức của mình vẫn còn rất hạn hẹp. Cách dùng pháp lực ngưng tụ thành hình thái thân thể yêu thú, hắn cũng có thể làm được nhưng quả thật trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Dương Bách Xuyên cảm thấy những người này không có ác ý, nên cũng không tránh né, mà đứng nhìn các nàng đi đến trước mặt. Nữ tử đi đầu lúc đến gần Dương Bách Xuyên độ 10 thước thì nhìn hắn mở miệng nói, Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô bái kiến đạo hữu. Dương Bách Xuyên nhìn nữ tử toàn thân bọc kín trong áo đen, chỉ trừ lại một đôi mắt như hạt ngọc, hai tay ôm quyền chào hỏi, tuy là giọng nói của nàng ta nghe có vẻ lạnh lùng nhưng nghe ra bên trong có sự lịch sự và thiện ý. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên sửng sốt, bởi đây là lần đầu tiên có người của Thánh Địa chào hỏi hắn. Hắn đã từng nghe Lục Yên Chi nói về U Linh Chi Đô là một trong cửu đại Thánh Địa. Trước giờ hắn đã từng tiếp xúc với nhiều người tới từ Thánh Địa nhưng không có một người nào lịch sự như Minh Du Nhiên cả, trong chốc lát hắn có hơi không quen. Dương Đại Ca, người ta chào hỏi ngươi kìa. Lục Yên Chi thấy Dương Bách Xuyên ngơ ngác, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dương Bách Xuyên lúc này mới như người tỉnh mộng, gật đầu với Minh Du Nhiên nói, tại hạ là Dương Bách Xuyên, bái kiến Du Nhiên đạo hữu. Người trong tu chân giới gọi nhau là đạo hữu khi gặp mặt chào hỏi lẫn nhau là lễ nghi rất phổ biến. Dương Bách Xuyên biết người ta chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà thôi, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho thiện cảm trong lòng hắn đối với người của Thánh Địa U Linh Chi Đô này tăng lên rất nhiều. Du Nhiên còn có việc đi trước, cáo từ Dương đạo hữu. Minh Du Nhiên nói, sau đó dẫn theo đoàn người trườn lên, rất nhanh đã vượt qua mấy người Dương Bách Xuyên. Nhìn một đoàn người nửa thân mãng xà nhanh chóng bò trườn lên mấy ngọn núi gần như dựng thẳng phía trước, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động nói, Yên Chi chúng ta cũng thử thuật pháp hóa hình này xem, sớm biết như vậy chúng ta cũng làm như thế rồi, chẳng cần nhọc công phí sức thế này. Bởi mới nói thế gian rộng lớn không thiếu chuyện lạ, nhìn thấy, nghe thấy, học lấy rồi áp dụng vào đạo. Dương Bách Xuyên rất hứng thú đối với việc Minh Du Nhiên dùng pháp lực hóa thân thành thân thể yêu thú để leo lên núi Thiên Ưng. Nhìn đoàn người Minh Du Nhiên vận dụng pháp lực, trong đầu Dương Bách Xuyên hào hứng giống như hắn vừa phát hiện ra một đại lục mới. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên điều động chân khí trong cơ thể xa xa không ngừng hội tụ xuống hai chân. Rất nhanh chân khí không ngừng tụ lại trên hai chân Dương Bách Xuyên, tạo thành một cái đuôi rắn. Nhưng mà so với thân hình dài hơn 10 thước của đám người Minh Du Nhiên, đuôi rắn hắn ngưng tụ được mới chừng hơn một thước, hơn nữa mới bên to bên nhỏ, căn bản là không thể nào bò trườn tiến lên núi Thiên Ưng gần như dựng thẳng kia. Phì! Lục Yên Chi không khỏi bật cười khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngưng tụ ra cái đuôi nhỏ. Hi hi, Dương Đại Ca này, tuy là Minh Du Nhiên người ta dùng pháp lực ngưng tụ ra thân thể mãng xà khổng lồ, nhưng thiết nghĩ hẳn là có bí pháp tu luyện mới thành. Dù ngươi liếc mắt một cái là có thể ngưng tụ thành công, nhưng chỉ còn cách mấy trăm thước là đến nơi chúng ta cứ tiếp tục bò lên là được không cần hao phí pháp lực. Bộp! Ngay lúc Lục Yên Chi dứt lời, đuôi nhỏ mà Dương Bách Xuyên vừa mới ngưng tụ mới thành hình đã bộp một tiếng tiêu tán. Đám người thú ngũ hành cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Dương Bách Xuyên ngượng ngùng cười nói, vậy các ngươi cứ đi lên trước, ta thử lại xem sao, dù sao cảm giác cũng rất vui. Khụ khụ.
Lục Yên Chi lắc đầu cười cười rồi đi lên núi với bọn thú ngũ hành, không để ý tới Dương Bách Xuyên nữa, Đá Đả Tiên cũng cảm thấy chủ nhân không đáng tin chút nào, nhảy thẳng lên người thú ngũ hành. Dương Bách Xuyên lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ thân thể thành thân thể mãng xà như Minh Du Nhiên. Nhưng thử vài lần cũng là có thể ngưng tụ ra cái đuôi một bên to, một bên nhỏ dài chừng 3 thước thì không cách nào ngưng tụ được nữa, hơn nữa thời gian cũng chỉ có thể duy trì không đến 10 hơi thở. Lúc này hắn mới biết mình nghĩ quá đơn giản, lẩm bẩm, xem ra mỗi một loại pháp thuật thần thông đều không đơn giản, cần trăm lần tu luyện mài giũa mới thành, sớm biết vừa rồi nên hỏi Minh Du Nhiên xem nàng ngưng tụ thân thể mãng xà như thế nào cho rồi. Tiểu tử thối, con thật sự cho rằng người ta chỉ đơn giản là ngưng tụ pháp lực thân thể thôi ư. Đúng lúc này giọng nói của lão già lười biếng vang lên trong đầu hắn. Hả? Lúc này Dương Bách Xuyên đương nhiên biết không đơn giản, nhưng nghe lão già nhảy ra nói chuyện thì biết lão già nhất định có cách, hoặc là biết một ít bí quyết. Hắn vội vàng hỏi, sư phụ, người biết cách ngưng tụ như thế nào không? Vân Thiên nói, tiểu tử thối, nói cái gì đó, vi sư đường đường là tán tiên chí tôn, sao lại không biết pháp lực ngưng tụ thân thể nhỏ nhoi? Vân Thiên tà giống như mèo bị giẫm đuôi lớn tiếng mắng chửi. Ông lại nói đến pháp lực ngưng tụ thân thể, quả thật thuật pháp ngưng tụ thân thể của Thánh Địa U Linh Chi Đô có chút thú vị, nhưng không phải pháp thân mạnh nhất tu chân giới. Ở tu chân giới luận pháp lực ngưng tụ thân thể, U Linh Chi Đô cao lắm là xếp thứ hai, pháp lực ngưng tụ thân thể chân chính cường đại, là do một vị tán tu mấy vạn năm trước sáng tạo ra. Có thể tùy theo ý thích mà huyễn hóa thành các loại tâm tính yêu thú, chỉ cần có đủ pháp lực, là có thể ngưng tụ ra bất kỳ hình thái thân thể nào của yêu thú theo ý niệm, đại thừa cảnh có thể khó phân thật giả. Năm đó người nọ thật có thể nói là kỳ tài đứng đầu của thế hệ, lưu lại vô số truyền thuyết ở tu chân giới, đáng tiếc. Hắn cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn độ kiếp, nếu năm đó hắn có thể vượt qua một kiếp cuối cùng, nói không chừng trong thế hệ của vi sư, có thể. Sau khi nói đến đây, Vân Thiên Tà dừng lại, không nói tiếp nữa. Quên đi không nói đến hắn. Lão già chết tiệt, mỗi lần người kể chuyện, đều chỉ nói một nửa, người kia trong miệng người rốt cuộc là ai vậy, nghe có vẻ rất lợi hại. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói. Vân Thiên Tà trầm ngâm một chút rồi nói, ở tu chân giới hắn có một danh hiệu gọi là biến hóa chí tôn, có thể biến thành ngàn vạn người, là một nhân vật truyền kỳ, trong thế gian người có thể nhìn thấu chân thân của hắn cũng chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay. Ước chừng là 3 vạn năm trước, vi sư từng tiếp xúc với hắn một lần, cũng từng động thủ, năm đó vi sư đã là chí tôn của thập nhị kiếp tán tiên, hắn là thập nhất kiếp tán tiên, hắn đã biến thân thành một người khác từ trong tay vi sư lừa đi một thứ. Ha ha, một thập nhất kiếp tán tiên lại có thể qua mặt vi sư một thập nhị kiếp tán tiên chí tôn lừa gạt đồ vật, quả thật có thể coi là một thần thoại. Hết lần này tới lần khác vi sư lúc ấy đều không nhìn ra hắn là thân thể biến hóa, hắn. Quả xứng với danh xưng biến hóa chí tôn, về sau vi sư phát hiện ra lại đi tìm hắn, rất nhiều người cho rằng vi sư tìm không thấy, bởi vì biến hóa chí tôn có thể biến thành ngàn vạn thân thể, có thể biến thành bất kỳ hình thái nào, có thể lấy giả cháo thật, ngay cả khí tức cũng có thể bắt chước. Cho nên rất nhiều người cho rằng vi sư chắc chắn không tìm được biến hóa chí tôn, bởi không ai thấy qua bộ mặt thật của biến hóa chí tôn, tìm được hắn còn khó hơn lên trời. Nhưng vi sư rốt cục vẫn tìm được. Hơn nữa tìm được chính là chân thân của biến hóa chí tôn, sau khi đánh qua một trận, vi sư không làm khó hắn, và lại chúng ta đều là tán tiên nên từ đó trở thành bằng hữu chí giao. Hắn qua mặt vi sư lừa gạt món đồ kia, vi sư cũng không đòi về, biến hóa chí tôn lại giảng giải cho vi sư đại đạo ngàn vạn hóa thân, đương nhiên bí pháp tương ứng không có, chỉ có phương pháp hóa thân, phương pháp nội tu mới là mấu chốt, nội tu huyễn hóa chính là bắt chước khí tức, phương pháp ngoại hóa chỉ là hình thức. Nhưng đó là truyền thừa, dù hắn cho vi sư cũng không nhận, chỉ từ biến hóa chí tôn học phương pháp ngoại hình hóa hình, hiện tại nghĩ đến sớm biết như vậy thì vi sư đã học luôn phương pháp nội tu trên tay hắn rồi, như vậy có thể giúp hắn lưu lại truyền thừa. Sẽ không đến mức lúc hắn độ tán tiên kiếp lần thứ 12 thất bại, hồn phi phách tán, truyền thừa cũng đoạn tuyệt từ đó, hiện tại trong tay vi sư chỉ có phương pháp hóa hình ngưng tụ biến hóa chí tôn thô thiển mà thôi. Cũng được. Vi sư hôm nay đề cập đến vị lão hữu này, lại truyền thụ phương pháp ngưng tụ hóa hình cho
coi như là để lại cho hắn một niệm tưởng trên thế gian, nếu tương lai có thể tìm được đạo tràng biến hóa chí tôn, nói không chừng có thể giúp truyền thừa của hắn kéo dài. Chờ lão già nói xong, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, thử nghĩ khắp thế gian có thể có bao nhiêu người qua mặt được lão già để lừa gạt đồ của ông chứ? Xem ra thuật biến hóa chí tôn là bí pháp độc nhất vô nhị trên đời. Đáng tiếc nghe những gì lão già nói, hắn cũng chỉ biết phương pháp ngưng tụ ngoại hóa thô thiển cũng không tính là nhiều, không có phương pháp nội tu, không cách nào bắt chước khí tức được, nói tóm lại là gân gà. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, hắn chỉ muốn ngưng tụ thân thể mãng xà như Minh Du Nhiên nên chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Ban đầu sư phụ nói biến hóa chí tôn độ kiếp thất bại nên mất mạng, truyền thừa đứt đoạn, Dương Bách Xuyên còn tiếc nuối trong lòng. Nhưng cuối cùng sư phụ lại nói nếu tương lai có thể tìm được đạo tràng của biến hóa chí tôn, nói không chừng có thể kéo dài truyền thừa cho ông ấy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi mơ hồ. Hắn bèn hỏi, sư phụ, chẳng phải người nói biến hóa chí tôn chết rồi ư, vậy thì có đạo tràng truyền thừa gì chứ? Tán tu thì chưa chắc, nhưng con đường của tán tiên là tuyệt lộ, bởi vì không ai biết trong 12 lần thiên kiếp tán tiên sẽ chết ở kiếp nào, cho nên cần phải để lại truyền thừa cho mình. Mặc dù biến hóa chí tôn độc lai độc vãng, nhưng chắc chắn có đạo tràng của mình, chẳng qua là không ai biết mà thôi. Chỉ cần có đạo tràng thì kiểu gì cũng có ngày hiện thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ vi sư truyền lại cho con thuật biến hóa ngưng tụ pháp lực của biến hóa chí tôn, xem như truy điệu người bạn cũ kia. Tuy chỉ là một số thuật biến hóa đơn giản, nhưng mạnh hơn thuật biến hóa ngưng tụ của U Linh Chi Đô gấp trăm ngàn lần. Công pháp này không có công pháp nội tu thay đổi khí tức, suy cho cùng chỉ là tiểu đạo, còn đừng trầm mê trong đó. Vân Thiên Tà dặn dò. Vâng vâng, con chỉ tò mò thôi, và lại học thêm một pháp thuật thần thông không phải chuyện xấu. À phải rồi sư phụ, theo lời người nói thì biến hóa chí tôn có đạo tràng truyền thừa của mình. Người cũng là tán tiên, nhất định cũng để lại đạo tràng truyền thừa đúng không? Dương Bách Xuyên hỏi với vẻ chờ mong. Tất nhiên là vi sư cũng có, Vân Thiên Tà nói. Ở đâu vậy, hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời. Thằng nhóc thúi, đạo tràng của vi sư không ở tu chân giới, hiện giờ con đừng mơ tưởng. Cho dù ta nói cho con cũng không có bản lĩnh lấy vào tay. Chờ khi nào ra khỏi Thái Hoang, con hãy đến Tinh Cương Trường Sinh. Chẳng phải vi sư đã nói với con là vi sư để lại ít đồ ở Tinh Cương Trường Sinh rồi sao, đến lúc đó con lấy là được mà. Chuyện này thì con nhớ. Được rồi, không nói thì không nói, con cũng không hỏi nữa. Bây giờ người mau truyền thuật ngưng tụ pháp lực của biến hóa chí tôn cho con đi. Dương Bách Xuyên sốt sắng. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã đi xa, hắn phải đuổi theo. Người của U Linh Chi Đô đã xuất hiện chứng tỏ người của các thánh địa khác đã tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, có lẽ đang ở ngay bên dưới cũng không chừng. Dương Bách Xuyên nói xong, đầu óc bỗng choáng váng. Sau khi cơn choáng váng qua đi, trong đầu hắn có thêm một bộ công pháp tu luyện. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua, công pháp này tên là Thiên Biến Vạn Hóa, trên đó không có nhiều nội dung. Đúng như sư phụ nói, đó chỉ là một số thuật ngưng tụ pháp lực đơn giản mà thôi, không phải là toàn bộ. Hơn nữa, nó chỉ là thuật ngưng tụ pháp lực, không có công pháp nội tu chân chính. Nhưng sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên mừng như nhặt được vàng. Đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Trong mắt hắn, công pháp Thiên Biến Vạn Hóa này là thần thông cao cấp nhất thế gian. Không nói về việc biến thành sinh linh sự vật gì đó, mà nói về việc vận dụng pháp lực. Tuy nội dung chỉ có mấy trăm chữ, nhưng mỗi chữ đều là tinh hoa, như châu như ngọc. Mấy trăm chữ ngắn ngủi nói ra phương pháp vận dụng pháp lực, cách dùng pháp lực ngưng tụ thành hình như thế nào. Chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã đọc xong. Hắn dựa theo thuật khống chế pháp lực trong Thiên Biến Vạn Hóa, bắt đầu thi triển. Một giây sau, chân khí trong cơ thể hắn không ngừng phóng ra ngoài, ngưng tụ không tan. Côn pháp này thật sự đã phát huy tác dụng của pháp lực đến cực hạn. Có thể làm theo ý muốn, ví dụ như trao sinh mệnh cho pháp lực ngưng tụ không tan, hoặc là làm mọc ra một bộ phận trên người. Tóm lại là có thể điều khiển pháp lực theo ý muốn. Thuật điều khiển pháp lực thần kỳ như vậy khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Hắn biết nếu sử dụng pháp lực ngưng tụ ra cơ thể yêu thú dựa theo thuật điều khiển này, thì nói là muốn gì được nấy cũng không ngoa. Lúc này,
bên ngoài cơ thể hắn đã hội tụ lượng lớn pháp lực ngưng tụ không tiêu tan, bước tiếp theo là ngưng tụ pháp lực thành cơ thể yêu thú theo ý muốn. Dương Bách Xuyên vốn định ngưng tụ ra cơ thể của mãng xà như Minh Du Nhiên, nhưng đến lúc ngưng tụ, hắn lại đổi ý, cơ thể kim long của Mai Tỷ hiện ra trong đầu. Người Cửu Châu đều có tình cảm đặc biệt với rồng. Không biết mình có thể ngưng tụ thành công hay không? Theo lý thuyết, pháp lực trong thiên biến vạn hóa có thể ngưng tụ thành bất kỳ sinh linh nào. Dương Bách Xuyên cũng chỉ muốn thử một chút thôi. Dù sao cơ thể của rồng cũng vừa dài vừa lớn, cũng có thể bay lên, sẽ không có ảnh hưởng gì. Giây tiếp theo, sau khi hình ảnh thân thể kim long của Mai Tỷ hiện ra trong đầu Dương Bách Xuyên, suy nghĩ điều khiển pháp lực rồi bắt đầu ngưng tụ hóa hình. Pháp lực ngưng tụ trên người Dương Bách Xuyên bắt đầu phình to giống như bọt biển. Điều khiến hắn bất ngờ là đầu xảy ra biến hóa trước tiên, trên đầu hắn mọc ra một cặp sừng rồng. Tiếp đến là đầu rồng, thân rồng, chân rồng, đuôi rồng. Nhanh chóng thành hình. Một con kim long dài hơn 30 mét xuất hiện. Dương Bách Xuyên trợn to mắt, hắn nhìn thấy lúc này mình đã hóa thành một con kim long. Chân long màu vàng to như thùng nước, dài hơn 30 mét, từng mảnh vảy phủ khắp toàn thân sống động như thật. Đệt, ngầu quá, ha ha. Kim long tức Dương Bách Xuyên không kìm được thốt ra câu chửi thề. Đúng lúc này, bên dưới lại có mấy bóng người nhanh chóng leo lên. Dương Bách Xuyên nhìn sang, vẫn là người quen. Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Chủng dẫn theo một đám đệ tử leo lên. Bọn họ không có thuật hóa thân như Minh Du Nhiên, nhưng hai tay mỗi người đều cầm thanh đao dài nửa mét đâm vào vách núi như cắt đậu phụ, tốc độ không chậm. Khương Thế Long vẫn luôn đuổi theo Minh Du Nhiên, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một thứ khổng lồ, nhìn kỹ thì ra là một con kim long. Sau khi nhìn thấy kim long, Khương Thế Long gào lên, ôi trời, chân long của yêu tộc. Giật mình không phải chuyện đùa, hai tay hắn ta run lên, suýt thì rơi xuống. Ở tu chân giới, rồng đã tuyệt tích không biết bao nhiêu năm rồi. Giao long và mãng xà thì Khương Thế Long từng thấy rồi, đều là tồn tại đứng đầu yêu tộc. Bây giờ Khương Thế Long đã nhìn thấy kim long trong hiện thực. Vảy trên người phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, trên đầu có một cặp sừng rồng, râu rồng dài hơn 2 mét, đôi mắt to như đèn lồng đang nhìn bọn họ. Bốn chân dưới bụng trông rất sắc bén và mạnh mẽ, cơ thể cường tráng như thùng nước dài hơn 30 mét, giống hệt chân long được miêu tả trong sách. Đúng là rồng sống sờ sờ. Hai bên nhìn nhau ở khoảng cách 2-30 mét, Khương Thế Long sợ đến mức tay chân bùn rùn. Nếu không phải con rồng kia không chuyển động, thì Khương Thế Long đã trượt xuống rồi. Dương Bách Xuyên nghe rõ tiếng hét và nhìn rõ biểu cảm của Khương Thế Long, suýt thì không nhịn được cười. Nhưng lúc này đang ở trên núi Thiên Ưng, hắn không muốn dọa Khương Thế Long, bèn xoay người nhanh chóng bay lên. Dựa vào bốn chân rồng huyễn hóa từ pháp lực, thân rồng dài 30 mét bắt đầu bay đi, tốc độ nhanh hơn Minh Du Nhiên lúc trước vài lần. Khương Thế Long nhìn thấy kim long bay đi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lắp bắp nói, các ngươi. Có nhìn thấy không, là rồng đó. Mấy người phía sau ai cũng kinh hoàng. Trong đó có một người thắc mắc, Khương Sư Huynh, sao ta lại không cảm nhận được long uy trên người con kim long kia, thậm chí yêu khí cũng không có, trái lại. Trái lại ta cảm thấy khí tức quen quen. Hích, hình như đúng là thế. Đúng đúng đúng, nghe sư đệ nói vậy, ta cũng nhớ ra, đúng là khí tức khá quen thuộc. Chấm chấm chấm. Mấy sư đệ của Khương Thế Long nhao nhao nói. Lúc này... Rốt cuộc Khương Thế Long cũng hoàn hồn, hắn cẩn thận ngẫm lại, hình như đúng là vậy. Trên người con kim long kia không tỏa ra long uy hay yêu khí gì hết, ngược lại có khí tức quen thuộc. Là ai nhỉ? Dương Bách Xuyên. Là Dương Bách Xuyên. Khương Thế Long và sư đệ đồng thời nhớ ra khí tức trên con rồng kia là khí tức của Dương Bách Xuyên. Khương Thế Long từng tiếp xúc với Dương Bách Xuyên, chắc chắn không sai. Khí tức trên người con kim long kia thật sự là khí tức của Dương Bách Xuyên. Nói vậy thì con kim long kia là Dương Bách Xuyên. Hay Dương Bách Xuyên bị kim long ăn rồi? Không phải bị ăn, nếu Dương Bách Xuyên bị ăn thì khí tức của hắn sẽ không còn. Nhưng từ vạn năm trước, tu chân giới đã không còn khí tức của rồng. Con kim long vừa nãy ở đâu ra? Chuyện này là sao?
vì sao nó lại có khí thức của Dương Bách Xuyên. Khương Thế Long và các sư đệ của hắn đều chìm trong mơ màng. Đi thôi, đuổi theo xem thử, ta không tin, chẳng lẽ ta hoa mắt hoặc là sinh ảo giác. Không phải ảo giác đâu Khương sư huynh, bọn đệ cũng nhìn thấy rõ một con rồng dài hơn 30 mét mà. Chấm chấm chấm. Không nói đến Khương Thế Long và mấy sư đệ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời nữa. Lúc này, trên đỉnh núi Thiên Ưng Dương Bách Xuyên suýt chút nữa thì bị đám người Minh Du Nhiên vây đánh. Nhờ có công pháp thiên biến vạn hóa, cơ thể kim long khổng lồ của Dương Bách Xuyên trông rất sống động, bất cứ ai nhìn thấy đều cho rằng đây là một con chân long. Đương nhiên cơ thể rồng do Dương Bách Xuyên dùng thiên biến vạn hóa biến thành còn thiếu một thứ quan trọng nhất, khí tức. Theo lời sư phụ, công pháp thiên biến vạn hóa cần cả nội tu lẫn ngoại tu, chỉ mở pháp lực ngoại tu thì chỉ có thể tụ hình. Hiện tại hắn chỉ tu luyện ra ngoại hình mà thôi, khí tức không có gì thay đổi. Mà thần thông này của biến hóa chí tôn lợi hại ở chỗ sau khi tu luyện cả nội tu lẫn ngoại tu, không chỉ ngoại hình biến đổi sinh động như thật, mà còn có thể bắt chước khí tức hoàn toàn. Ví dụ như khi hóa thành rồng, nếu có công pháp nội tu khí tức thì có thể mô phỏng khí tức của chân long. Nếu không, chỉ thay đổi ngoại hình như Dương Bách Xuyên thì chỉ có thể dọa người, hay nói đúng hơn là mê hoặc người ta mà thôi. Nếu tu luyện thần thông thiên biến vạn hóa hoàn chỉnh thì thật sự là biến thành cái gì cũng được, khí tức cũng phỏng theo được luôn. Cũng chính vì vậy mà biến hóa chí tôn với tu vi thập nhất kiếp tán tiên có được danh hiệu chí tôn. Đáng tiếc là cuối cùng ông ấy không thể vượt qua thiên kiếp thập nhị kiếp tán tiên cuối cùng, tan thành mây khói. Nhưng cho dù vậy cũng đủ chứng minh thần thông thiên biến vạn hóa này lợi hại. Hiện tại Dương Bách Xuyên dựa vào pháp lực biến thành kim long. Hơn nữa còn là biến hóa toàn bộ cơ thể chứ không phải dạng nửa người nửa rắn như Minh Du Nhiên. Điều quan trọng nhất là kim long trông sống động như thật, dọa nhóm Khương Thế Long sợ hết hồn. Chứng tỏ pháp thuật hóa thành kim long lấy giả giả làm thật, chỉ thiếu khí tức, bằng không chính là kim long huyễn hóa. Lúc này Dương Bách Xuyên đã lên đỉnh núi Thiên Ưng, tới hang ổ của Kim Sí Thiên Ưng Vương. Một cơ thể khổng lồ xuất hiện làm cho đám người Minh Du Nhiên sợ chết khiếp. Trong đó bao gồm cả Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Vốn dĩ Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành leo lên đỉnh núi thì thấy nhóm người Minh Du Nhiên đang đứng im bất động trước ba bức tượng đá ưng yêu sải cánh bay lượn. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành còn chờ Dương Bách Xuyên đi lên, cho nên ban đầu họ không manh động, dự định yên lặng theo dõi diễn biến. Nơi này là hang ổ của Thiên Ưng, nó không siêu vượt như trong dự đoán của Lục Yên Chi. Nói là hang ổ, chẳng thà nói là một quảng trường rộng lớn có đường kính hơn 1.300 mét vuông thì đúng hơn. Điểm khác biệt là bề ngoài có dáng vẻ của một hang ổ. Nhưng bên trong là mặt đất bằng phẳng nên càng giống quảng trường lớn hơn. Có điều xung quanh có rất nhiều tạo hình yêu thú kỳ lạ, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là phi cầm mọc cánh. Mà ở vị trí trung tâm là một tế đàn hình tròn, đường kính trên 100 mét, cao khoảng 100 mét. Lúc này cả tế đàn phát ra quầng sáng màu vàng nhạt, trông rất thần thánh. Phía trước tế đàn có bậc thang kéo dài đến phía sau ba bức tượng ưng yêu. Ba ưng yêu đều cao tầm 9 mét, bức tượng ở giữa màu trắng bạc, tượng bên trái màu đen, tượng bên phải màu đỏ. Ba bức tượng đá ưng yêu trông sống động như thật, có vẻ như chúng bảo vệ tế đàn. Ban đầu không có kỳ lạ xảy ra, nhưng khi người của Minh Du Nhiên tới gần tế đàn, ba bức tượng đá ưng yêu lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, khí tức mang theo yêu khí ngút trời lan rộng, khiến Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành cảm thấy áp lực. Như thể chúng sắp sống lại. Ba bức tượng ưng yêu tuyệt đối không đơn giản. Minh Du Nhiên vội vàng gọi thuộc hạ, quay trở về. Đây là hộ vệ thiên ưng của Kim Sí Thiên Ưng Vương, bảo vệ yêu hồn trong tế đàn. Á! Minh Du Nhiên còn chưa nói xong. Tên thuộc hạ tới gần ba yêu ưng đã kêu gào thảm thiết, cả người bị ánh sáng phát ra từ ba bức tượng đá bao phủ, nháy mắt đã hóa thành cho bụi, biến mất một cách kỳ lạ như bốc hơi vậy. Mọi người vội vàng lùi về sau, tránh khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng trên ba bức tượng đá ưng yêu, cách xa hơn 10 mét mới dừng lại. Mà phạm vi chiếu sáng của ánh sáng kia là 9 mét. Lúc này hiện trường yên tĩnh như chết. Ba người Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Đá Đả Tiên hít sâu. Minh Du Nhiên dẫn theo người khác cũng sợ hãi. Đúng lúc này,
một con kim long dài 30 mét leo lên hang ổ thiên ưng. Chính là kim long do Dương Bách Xuyên biến thành. Nhưng đám người Minh Du Nhiên, Lục Yên Chi còn chưa hoàn hồn không biết con kim long này là Dương Bách Xuyên biến thành. Minh Du Nhiên vừa mất một đồng đội giống như con thỏ bị giật mình. Khi thấy kim long xuất hiện ở ngay phía sau mình 4-5 mét, khoảng cách rất gần, mọi người lập tức tấn công Dương Bách Xuyên theo bản năng. Bao gồm cả Lục Yên Chi và thú ngũ hành. Vừa rồi bị hoảng sợ, bây giờ đột nhiên có một con kim long xuất hiện, tất nhiên tấn công gần như là bản năng của mọi người. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn vừa mới lên đến nơi, mười mấy người liền ra tay với hắn, đây là tình huống gì? Hắn vội vàng hô, dừng tay, ta là Dương Bách Xuyên. Hắn hét xong, Lục Yên Chi và thú ngũ hành lập tức nhìn sang, ngây ra một lúc rồi dừng tấn công. Thú ngũ hành và Lục Yên Chi vô cùng quen thuộc với Dương Bách Xuyên, tuy hắn đang ở trạng thái kim long, nhưng khí tức rất quen thuộc. Sau khi hiểu tình hình, thú ngũ hành và Lục Yên Chi dừng tay. Còn có một người nữa là Minh Du Nhiên, dù sao nàng ta cũng là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của Thánh Địa U Linh Chi Đô, nghe thấy kim long nói tiếng người, nàng ta cũng ngây ra một lúc rồi vội vàng thu pháp lực. Nhưng những người khác không phản ứng nhanh như Minh Du Nhiên. Tám đệ tử còn lại của U Linh Chi Đô đồng loạt đánh lên người Dương Bách Xuyên. Ầm. Trong tiếng nổ nặng nề, Dương Bách Xuyên kêu rên. Dưới đòn tấn công của bốn tu sĩ độ kiếp đại viên mãn và bốn tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, kim long khổng lồ tan biến. Dù sao đòn tấn công của tám tu sĩ độ kiếp không phải trò đùa, và lại hiện giờ hắn mới tu luyện thần thông thiên biến vạn hóa, lại còn không có công pháp nội tu. Thân rồng khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực, dưới đòn tấn công của tám người, pháp lực lập tức tiêu tán. Trong tầm mắt mọi người, sau khi toàn thân kim long phát ra ánh sáng vàng, Dương Bách Xuyên xuất hiện trên mặt đất, miệng còn mắng mỏ. Chuyện này. Minh Du Nhiên kinh ngạc, khi kim long nói mình là Dương Bách Xuyên, nàng ta vô cùng nghi ngờ, nhưng cảm nhận được kim long không có ý xấu nên nàng ta liền dừng tấn công. Lúc này kim long biến mất. Dương Bách Xuyên nằm dưới đất khiến Minh Du Nhiên trợn tròn mắt. Sau khi tỉnh táo lại, Minh Du Nhiên hết sức kinh ngạc, không bình tĩnh được nữa. Đây là cơ thể mà Dương Bách Xuyên ngưng tụ bằng pháp lực. Có thể ngưng tụ toàn bộ, hơn nữa không có bất kỳ một dấu vết của pháp lực nào, là một con kim long khổng lồ giống y như thật. Sao hắn làm được? Lúc này, Minh Du Nhiên cực kỳ tò mò về Dương Bách Xuyên. Cơ thể ngưng tụ từ pháp lực của U Linh Chi Đô nổi tiếng khắp tu chân giới, nhưng họ chỉ có thể ngưng tụ được nửa người, không biến hóa được toàn bộ, hơn nữa còn mang dấu vết ngưng tụ pháp lực rất rõ ràng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể hóa hình yêu thú hoàn toàn, không hề nhìn ra dấu vết ngưng tụ pháp lực. Quả nhiên là... Nghĩ tới đây, Minh Du Nhiên chợt nghĩ đến một khả năng. Một khả năng mà tu chân giới... Thậm chí mỗi thế hệ U Linh Chi Đô bọn họ đều cố gắng tìm kiếm. Minh Du Nhiên từng nghe Sư Tôn nói U Linh hóa thân công pháp ngưng tụ pháp lực của U Linh Chi Đô thật ra là học trộm từ một đại năng tên Biến Hóa Chí Tôn. Có lời đồn rất lâu về trước, tổ sư của U Linh Chi Đô từng tiếp xúc với Biến Hóa Chí Tôn, được chiêm ngưỡng thần thông ngưng tụ pháp lực của Biến Hóa Chí Tôn. Tổ sư xin thỉnh giáo, nhưng Biến Hóa Chí Tôn không chỉ dạy. Sau đó tổ sư của U Linh Chi Đô dựa theo quan sát diễn hóa ngưng tụ pháp lực của Biến Hóa Chí Tôn, tự sáng tạo ra công pháp U Linh hóa thân. Thật ra chỉ là dâu ria mà thôi. Vì vậy, đệ tử U Linh Chi Đô mỗi đời đều tìm kiếm Biến Hóa Chí Tôn, hay nói chính xác hơn là truyền thừa của Biến Hóa Chí Tôn. Tiếc là mấy vạn năm qua đi không hề có chút tung tích nào của Chí Tôn, càng khỏi nói đến truyền thừa của Biến Hóa Chí Tôn. Hiện tại Minh Du Nhiên nhìn Dương Bách Xuyên đang mắng mỏ trên mặt đất, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Biến Hóa Chí Tôn ư. Chấm chấm chấm. Dương Đại Ca. Chủ nhân. Lúc này, Dương Bách Xuyên đau khắp mình mẩy, ngồi dưới đất hầm hừ. Thân kim long bị phá, thật ra phần lớn sức mạnh đều đã bị thân kim long cản lại nên cơ thể hắn chịu đau ít hơn, không đáng lo ngại. Nhưng vẫn hơi đau mà. Lục Yên Chi và thú ngũ hành tỉnh táo lại, vội vàng đi đến đỡ Dương Bách Xuyên lên. Ai ui, đau quá. Sau khi đứng dậy, Dương Bách Xuyên bĩu môi, nhìn người của U Linh Chi Đô với vẻ không vui. Hắn cũng rất phiền muộn,
tự nhiên bị người của U Linh Chi Đô tấn công mà không rõ lý do, trong lòng thực sự cảm thấy không vui. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ gặp phải vấn đề hóa thân thành Kim Long lại khiến người khác sợ hãi. Hắn ra hiệu cho Lục Yên Chi không có gì nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía những người trong U Linh Chi Đô, cuối cùng rơi vào người thủ lĩnh Minh Du Nhiên. Đối với những người trong U Linh Chi Đô, hắn cũng rất tò mò, mặc dù cả đám người bao vây mình rất chặt chẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra, trong đó có cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là thủ lĩnh Minh Du Nhiên, trông có vẻ dáng người rất đẹp, chiều cao khoảng 1m8, có đôi chân dài. Mặc dù mang mạng che mặt nhưng hắn vẫn nghĩ nàng ấy chắc hẳn là một đại mỹ nhân. Sau khi bị đệ tử U Linh Chi Đô đánh loạn một trận, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Minh Du Nhiên, có ý cần một lời giải thích. Minh Du Nhiên nhìn thấy ánh mắt Dương Bách Xuyên đang nhìn mình, trong đôi mắt sáng lên, nói, xin lỗi Dương đạo hữu. Vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm. Vừa nói nàng ấy vừa cúi đầu xin lỗi Dương Bách Xuyên. Nhưng hành động này lại khiến những người khác trong U Linh Chi Đô có chút kinh ngạc, sư tỷ của họ là ai chứ? Làm sao có thể xin lỗi một tiểu tử vô danh? U Linh Chi Đô là nơi thần bí nhất trong cửu đại thánh địa, thật ra mà nói các đệ tử trong U Linh Chi Đô đều có cảm giác ưu việt, đừng nói chỉ là vô tình tấn công đám người Dương Bách Xuyên, cho dù là cố ý, thì đã làm sao? Sư tỷ cần gì phải làm vậy? Tất nhiên, những người có suy nghĩ như vậy vẫn chưa liên hệ Dương Bách Xuyên với biến hóa chí tôn. Cho nên trong lúc nhất thời, những đệ tử khác ở U Linh Chi Đô đều rất bất mãn với Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi Minh Du Nhiên nói ra một câu, mọi người thoáng chốc đều hiểu được lý do của sư tỷ. Bỏ đi, người không biết thì không có tội. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với thái độ của Minh Du Nhiên, bây giờ nghĩ lại cũng không trách người ta được, hắn hóa thành Kim Long, thực sự rất đáng sợ. Nhưng những gì Minh Du Nhiên nói sau đó lại khiến mí mắt hắn giật giật. Chỉ nghe Minh Du Nhiên từ tốn hỏi, xin hỏi Dương đạo hữu là truyền nhân của biến hóa chí tôn hay là người của môn phái nào? Minh Du Nhiên cũng không thể khẳng định, dù sao biến hóa chí tôn chính là nhân vật truyền thuyết từ mấy vạn năm trước, cho nên nàng ấy cũng chỉ có thể thăm dò một chút. Nhưng trong lòng đã nhận định Dương Bách Xuyên vừa rồi biến thân thành Kim Long nhất định có liên quan đến biến hóa chí tôn, mọi thế hệ trong U Linh Chi Đô đều hy vọng nhận được truyền thừa của biến hóa chí tôn. Đáng tiếc, biến hóa chí tôn đã biến mất hơn mấy vạn năm, toàn bộ giới tu hành đều chưa từng tìm ra tung tích của biến hóa chí tôn. Nhưng hôm nay, Minh Du Nhiên từ trên người Dương Bách Xuyên nhìn ra được vết tích của biến hóa chí tôn. Người duy nhất trên thế gian có thể ngưng tụ pháp lực để biến hóa đến xuất thần nhập hóa như vậy, chỉ có biến hóa chí tôn. Mặc dù Kim Long mà Dương Bách Xuyên biến thân hoàn toàn không có chút khí tức nào, nhưng xét về ngoại hình thì tuyệt đối không thể là giả. Sau khi Minh Du Nhiên hỏi xong, nàng ấy nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, dường như muốn từ trong mắt hắn nhìn ra điều gì đó. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên lúc này, lời nói của Minh Du Nhiên khiến anh hắn ý thức được có lẽ mình quá mức lỗ mãng, biến hóa chí tôn thiên biến vạn hóa là độc nhất vô nhị, có sức hấp dẫn vô cùng ghê gớm. Người ở U Linh Chi Đô cũng có thể sử dụng ngưng thụ pháp lực để thi triển pháp thuật biến thân, nhưng sự biến hóa mà họ thi triển rõ ràng là thứ thô thiển nhất. Thử hỏi, làm sao người dân ở U Linh Chi Đô có thể nào không mong cầu phép thần thông của biến hóa chí tôn? Điều hắn không ngờ tới chính là Minh Du Nhiên biết về biến hóa chí tôn, càng không ngờ tới nàng ấy lại muốn thăm dò hắn. Có lẽ, phép thần thông này đối với hắn mà nói, nếu làm không tốt sẽ vô cùng rắc rồi. Nên thừa nhận hay phủ nhận? Dương Bách Xuyên trong lòng có chút bất an. Nếu thừa nhận thì nhất định phải nói cho Minh Du Nhiên biết về môn thần thông này, nhưng thần thông mà sư phụ truyền dạy vẻn vẹn chỉ là ngoại pháp mà thôi, không có nội tu pháp môn. Nếu nói với Minh Du Nhiên, hắn chỉ có ngoại tu ngưng tụ pháp lực thôi, nàng ấy có tin không? Nếu là hắn cũng sẽ không tin. Không tin tưởng sẽ mang đến nghi kỵ, đó chính là rắc rối. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cũng không có ý định truyền môn thần thông này ra ngoài, bởi vì nó là do sư phụ truyền thụ, biến hóa chí tôn là bằng hữu của sư phụ, hiện tại đã qua đời. Môn thần thông của người khác nếu không có sự đồng ý của chủ nhân và cái gật đầu của sư phụ, hắn sẽ không truyền ra bên ngoài. Cứ như vậy, Dương Bách Xuyên quyết định dứt khoát là không thừa nhận.
dù biết Minh Du Nhiên sẽ không tin nhưng hắn vẫn phải làm như vậy. Sau khi định thần lại, trong mắt Dương Bách Xuyên nhanh chóng lộ ra vẻ khó hiểu, nói, biến hóa chí tôn. Người đó là ai? Ta căn bản không có thần thông gì cả, chỉ là vừa rồi ta nhìn ngươi ngưng tụ pháp lực, trong lòng nảy ra suy nghĩ, thử một lần xem sao, không ngờ lại ngưng tụ ra hình kim long, đã để các đạo hữu phải chê cười rồi. Dương Bách Xuyên giả vờ như chưa bao giờ nghe nói đến biến hóa chí tôn, nửa đùa nửa thật nói kim long là kết quả của một ý tưởng bất ngờ. Dù sao hắn cũng không nói sai, ngưng tụ pháp lực hóa thân lúc nãy, vốn chính là khi nhìn thấy những người ở U Linh Chi Đô ngưng tụ pháp lực hóa thân mãng xà, trong đầu hắn mới nảy sinh ý tưởng mà thôi. Minh Du Nhiên nghe câu trả lời của Dương Bách Xuyên trong mắt hiện lên sự thất vọng, nhưng cũng là trong dự liệu, nàng ấy hỏi Dương Bách Xuyên chỉ để thử dò xét xem Dương Bách Xuyên có liên quan gì đến biến hóa chí tôn không mà thôi. Môn thần thông như vậy bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Nàng ấy cũng hiểu được, biến hóa chí tôn vang danh bốn phương cũng vì khả năng thiên biến vạn hóa, cũng vì vậy mà khiêu khích vô số kẻ thù, những chuyện như trộm cắp bảo vật của những thế lực lớn, thích khách ám toán những kẻ cường đạo. Những chuyện như vậy, biến hóa chí tôn làm qua cũng không ít, cho nên có vô số kẻ thù, cho dù Dương Bách Xuyên có là truyền nhân của biến hóa chí tôn cũng không dám thừa nhận thân phận của mình. Nhưng đối với Minh Du Nhiên mà nói, một lần dò xét là đủ rồi. Nàng ấy từ trong mắt Dương Bách Xuyên đã có được đáp án mình mong muốn. Khi nàng ấy nhắc đến trong mắt Dương Bách Xuyên, trong mắt Dương Bách Xuyên hiện lên một tia dao động, tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng Minh Du Nhiên đã nắm bắt được. Mà những gì Dương Bách Xuyên nói sau đó đầy sơ hở, rõ ràng là hắn đang nói dối. Chỉ nhìn qua nhóm người các nàng ngưng tụ pháp lực, trong một thời gian ngắn đã có thể tự sáng tạo ra một môn thần thông siêu việt hơn U Linh Chi Đô. Loại lời này lừa quỷ, quỷ cũng không tin. Pháp lực U Linh hóa thơ của U Linh Chi Đô đều là những nhân vật ưu tú của vô số thế hệ U Linh Chi Đô mới có thể hoàn thành, mà Dương Bách Xuyên hắn nhìn một cái đã có thể sáng tạo ra một môn thần thông vượt qua U Linh hóa thân. Minh Du Nhiên cười, nói như vậy, quả Dương đạo hữu quả là thiên tài, có thể trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo ra một môn thần thông, thật sự rất giỏi. Dương Bách Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không có đáp lời Minh Du Nhiên, hắn cũng cảm thấy lời nói dối mình bịa cũng quá mức khoa trương. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng sẽ không nói ra môn thần thông thiên biến vạn hóa, càng sẽ không thừa nhận hắn có quan hệ với biến hóa chí tôn. Mà trong lòng Minh Du Nhiên, giờ phút này dường như đã hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào phải có được môn thần thông của biến hóa chí tôn từ chỗ Dương Bách Xuyên, môn thần thông hoàn hảo như vậy rất quan trọng với nàng ấy. Nhưng Minh Du Nhiên cũng có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên không phải là người dễ đối phó, muốn lấy được thứ gì từ chỗ hắn, phải biết rõ dùng đến cái đầu, dùng vũ lực là thủ đoạn tầm thường nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, Minh Du Nhiên sẽ không dùng vũ lực với Dương Bách Xuyên, chỉ có thể dùng trí. Nghĩ đến lúc trước ở đại điện của thần Phù Linh Tông và thánh địa Vạn Linh dường như giữa nàng ấy và Dương Bách Xuyên có khoảng cách, Minh Du Nhiên lập tức đưa ra quyết định trước tiên là thể hiện tình hữu hảo với Dương Bách Xuyên. Sau đó mới từ từ tính toán. Trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình. Bị lời của Minh Du Nhiên đụng chạm, Dương Bách Xuyên không cách nào trả lời, đành phải im lặng ngượng ngùng. Lúc này, một tiếng kêu lớn vang lên, Du Nhiên muội muội, ca ca tới cứu muội. Người vừa nói chính là Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Chủng đã tới xảo huyệt Thiên Ưng. Du Nhiên muội muội, có một con kim, có một kim long khổng lồ. Ca ca sợ muội gặp nguy hiểm, trong lòng cảm thấy lo lắng cho muội. Thế nào, Du Nhiên muội muội không sao chứ? À đúng rồi, yêu long đó đâu? Sao lại không thấy? Đừng lo, có ca ca ở đây, sẽ không để yêu long đó làm tổn thương muội. Thời khắc này này, lời nói của Khương Thế Long vô cùng khoa trương, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra thủ đoạn theo đuổi con gái của hắn ta, thực sự là quá kém cỏi. Dương Bách Xuyên nghe Khương Thế Long nói chuyện, suýt chút nữa không nhịn được cười. Trong mắt Minh Du Nhiên lóe lên một tia đau đầu, lúc này có một đệ tử U Linh Chi Đô nói, Khương sư huynh, sư tỷ nhà ta còn cần huynh bảo vệ sao, huynh cũng đừng quấy rầy sư tỷ nhà ta nữa. Còn nữa, yêu long huynh nói đến cũng ở đây, đệ tử chỉ vào Dương Bách Xuyên nói. Khương Thế Long vẫn hành động ngông cuồng,
không thèm để ý chút nào đến lời nói của đệ tử U Linh Chi Đô đang đâm chọc hắn ta giống như là nghe không hiểu, lớn tiếng nói thế nào, yêu long ở đâu? Ta đi, giết, nói xong, Khương Thế Long nhìn thấy người đệ tử này chỉ tay vào Dương Bách Xuyên, lập tức không thể tiếp tục nói nữa. Dương Bách Xuyên nhếch mép cười, Khương Huynh, ta chính là yêu long mà Huynh nói tới. Sao hả, Khương Huynh muốn giết ta hả? Sao Dương Bách Xuyên có thể không nhìn ra Khương Thế Long đang ra vẻ trước mặt Minh Du Nhiên chứ, hắn cũng chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi. Bởi vì đối với hắn, ấn tượng về Khương Thế Long không tệ. Cũng nhìn thấy ngay từ đầu Khương Thế Long kỳ thực nhìn lướt qua hắn, ánh mắt có chút kỳ quái, trong lòng cũng hiểu Khương Thế Long có thể đã biết Kim Long có liên quan đến hắn rồi. Hoặc Khương Thế Long đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Giờ nghe thấy mọi chuyện thì nhảy ra chỉ để lấy lòng Minh Du Nhiên mà thôi. À! Khương Thế Long lập tức trở nên lúng túng, vừa rồi đúng là hắn ta đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Dương Bách Xuyên và Minh Du Nhiên, cho nên lúc này mới ra mặt chỉ để thể hiện một chút trước mặt Minh Du Nhiên thôi. Mặc dù kinh ngạc trước Kim Long do Dương Bách Xuyên hóa thân, nhưng đối với đệ tử Thánh Địa Đao Chủng như hắn mà nói thì cũng không ngạc nhiên lắm. Khi nghe Dương Bách Xuyên nói, trên khuôn mặt Khương Thế Long hiện lên vẻ kinh ngạc khoa trương, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Minh Du Nhiên giờ mới lên tiếng, được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Tất nhiên nàng ấy có thể nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra với Khương Thế Long. Đúng, đúng, nói chuyện chính, Dương huynh đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thần Phủ Linh Tông và Thánh Địa Vạn Linh đều tới trợ giúp, rất có khả năng tiếp theo Tứ Đại Thánh Địa sẽ liên thủ lại để đối phó với ngươi. Khương Thế Long nói như vậy cũng là muốn lấy lòng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Khương Thế Long nói thì cau mày lại, nhìn về phía hắn ta. Lúc này Minh Du Nhiên nói, chúng ta đều đến khi ngươi bước vào trận thất tinh. Có thể nói trong cửu đại thánh địa, ngoại trừ người của Thông Thiên Cung lần này không tới, tám đại thánh địa còn lại đều đã tề tựu đông đủ. Có U Linh Chi Đô chúng ta, đao chủng chỗ Khương Thế Long, Trình Vĩ Khang dẫn đầu Thánh Địa Vạn Linh. Thần Phủ Linh Tông do Thẩm Bạch lãnh đạo, nhưng Thẩm Bạch hiện chỉ có một mình. Những người còn lại còn có Hiên Viên Linh Hề của Hoàng Triều Hiên Viên, đệ tử Thiên Kiếm Sơn do Mộc Ngưng Hiên dẫn đầu, nhóm người Lưu Dịch Thần từ Bách Luyện Sơn Trang, còn có nhóm người Mộ Trường Phong của Trường Sinh Điện, đông đủ đệ tử của Bát Đại Thánh Địa. Trong số đó, Mộc Ngưng Hiên người của Thiên Kiếm Sơn và Lưu Dịch Thần người của Bách Luyện Sơn Trang công khai ủng hộ Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch. Cho nên Dương đạo hữu về sau phải cẩn thận, người ở bốn đại thánh địa này không đơn giản. Thánh địa Thiên Kiếm Sơn chuyên về tu tập kiếm đạo, công kích mạnh mẽ, lần này đưa tới Mộc Ngưng Hiên có danh xưng là Tiểu Kiếm Tiên. Mà Bách Luyện Sơn Trang nổi tiếng với việc luyện binh khí, hình nhân, trận pháp, Lưu Dịch Thần được xưng tụng là Tiểu Tông Sư trong đám hậu bối ở Bách Luyện Sơn Trang, đối với việc luyện binh khí, hình nhân, trận pháp tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là... Du Nhiên cùng Dương Đạo Hữu mới gặp đã thân, nếu như lát nữa có người công kích Dương Đạo Hữu, Du Nhiên có thể trợ giúp Dương Đạo Hữu, tuyệt đối sẽ không để cho Đạo Hữu phải chịu thiệt thòi. Minh Du Nhiên nói xong, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, khiến Khương Thế Long ở một bên có chút ghen ghét, hắn ta cũng mở miệng nói, Du Nhiên muội muội quá lo rồi, ta thấy Dương huynh đệ có vẻ có chút quan hệ với Trường Sinh Điện thì phải. Phải không Dương huynh đệ? Dương Bách Xuyên nghe hai người nói chuyện trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Lúc trước đám người Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch không biết xấu hổ liên thủ lại đánh hắn, hắn đối phó đã rất mệt mỏi rồi, nếu còn thêm hai thánh địa khác nữa, liệu hắn còn có thể đối phó được không? Quan trọng là Dương Bách Xuyên chưa bao giờ đắc tội với người của Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang, chỉ nghe nói về hai đại thánh địa này từ miệng của Lục Yên Chi. Nhưng nghe ý tứ của Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, có vẻ như Mộc Ngưng Hiên từ Thiên Kiếm Sơn và Lưu Dịch Thần từ Bách Luyện Sơn Trang muốn đối phó với hắn. Điều này có nghĩa là gì? Nhưng mà trong lời nói của Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng mang đến hai tin tốt, khiến Dương Bách Xuyên phần nào được an ủi. Đầu tiên là Minh Du Nhiên công khai tỏ thái độ ủng hộ hắn, mặc dù hắn biết Minh Du Nhiên giúp đỡ hắn là có mục đích mới, nhưng bất kể là mục đích gì. Nàng ấy trước mắt sẽ không phải là kẻ địch, đây chính là tin tốt. Thứ hai là sự xuất hiện của người Trường Sinh Điện, đệ tử dẫn đầu Trường Sinh Điện tên là Mục Trường Phong, chỉ cần là người của Trường Sinh Điện, với hắn đều là người một nhà.
nhưng mà Dương Bách Xuyên lại không dám chắc đệ tử Trường Sinh Điện có nhận hắn là tiểu tổ sư của họ không. Đại đệ tử của sư phụ là điện chủ Trường Sinh Điện, cũng đã hơn một vạn năm, không biết Trường Sinh Điện hiện tại có phải do đại sư huynh đảm đương, có còn là thánh chủ Trường Sinh Điện không? Cho dù là như vậy, làm sao đệ tử của Trường Sinh Điện lại có thể tin hắn là tiểu đệ tử của sư phụ? Những chuyện này đều là điều rắc rối. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên trong lòng trực tiếp hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ, con có thể cùng đệ tử Trường Sinh Điện nhẫn nhau không? Sư huynh của con có còn là thánh chủ Trường Sinh Điện không? Có nhận hay không thì tùy tình hình, đã qua hơn vạn năm, ta đã bị nhốt trong túi càn khôn hơn vạn năm, sư huynh của con cũng chỉ mới sáng lập Trường Sinh Điện hơn vạn năm nay thôi, có lẽ hắn vẫn còn là thánh chủ Trường Sinh Điện, không gặp phải chuyện gì đặc biệt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đến lúc đó nhìn tình hình mà làm, nếu những tên tiểu tử của Trường Sinh Điện ra tay giúp con, tự nhiên sẽ nhận nhau. Khi nhận nhau con chỉ cần nói với bọn hắn hai câu là được, chỉ cần nói với bọn hắn Trường Sinh Tinh Tử Hạ Thiên Tà, con đường cầu đạo sơ tâm không thay đổi. Chỉ cần bọn họ đúng là đệ tử của Trường Sinh Điện đệ tử, hẳn phải biết câu này. Câu này cũng chính là lời năm đó vi sư đã nói với sư huynh sư tỷ con, là điều mà chỉ có thầy trò chúng ta mới có thể biết được. Nếu sư huynh của con còn nhớ vi sư thì câu nói này là bằng chứng để nhận nhau, hữu hiệu hơn bất cứ điều gì khác. Sư huynh con năm đó đã đem đoạn này viết vào trong tổ huấn của Trường Sinh Điện, cho nên tiểu tử con yên tâm, không cần chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu chỉ là thánh địa vớ vẩn nào đó thì cũng không phải việc gì ghê gớm. Có thể giết được thì cứ giết, nếu không giết được thì cứ chạy trốn bảo toàn tính mạng. Lo lắng gì chứ, đừng luôn làm một tên phế vật, mà nói trước, lần này vi sư sẽ không giúp con đâu. Nếu như con đến đám đệ tẻ của thánh địa cũng không đối phó được chính là làm mất mặt vi sư. Cũng nhớ là nếu con và đệ tử của Trường Sinh Điện nhận nhau thì đừng nói gì đến vi sư, chỉ nói con là nhận đệ tử truyền thừa của sư phụ, chưa từng gặp mặt vi sư, nhớ kỹ đừng để lỡ miệng, cứ như vậy mà làm. Vân Thiên Tà nói hết lời liền trở nên im lặng, nhưng Dương Bách Xuyên thì giận dữ trong lòng, thầm mắng mấy câu lão già đáng chết, trên đời này sao lại có kiểu sư phụ như vậy. Theo lời lão già đó tứ đại thánh địa đến cái rắm cũng không bằng. Nhưng trong lòng hắn chính đại địch, có câu nói hai tay khó đánh lại bốn tay, huống chi những đệ tử thánh địa này không phải là đèn đã cạn dầu, tu vi của mỗi người thấp nhất cũng là đã qua độ kiếp, đại viên mãn thì vơ đại cũng được một nắm. Còn hắn thì sao? Hiện tại miễn cưỡng là sơ kỳ độ kiếp, đại thiên kiếp còn chưa vượt qua được. Lão già đáng chết nói nhẹ nhàng một câu, đừng làm cho ông mất mặt. Còn cái gì mà có thể giết được thì giết, không giết được thì chạy. Nếu như đến lúc đó người của tứ đại thánh địa thực sự liên thủ lại để giết hắn, liệu có thể chạy thoát không? Lão già chết tiệt chỉ là nói cho có lệ thôi. Trong lòng phiền muộn hồi lâu, Dương Bách Xuyên cuối cùng thở dài, hắn thực sự hiểu được, lần này sư phụ là có ý muốn kiểm tra hắn. Hắn càng hiểu rõ, sư phụ nói rất đúng. Nếu như hắn đến một đám đệ tử thánh địa cũng không đối phó được, đến lúc ra khỏi thánh địa, hắn biết rõ mình sẽ gặp phải chuyện gì. Đây là một lần tôi luyện, cũng là một khảo nghiệm. Ý tứ cuối cùng của sư phụ vẫn là dựa vào bản thân là đáng tin cậy nhất. Cho dù là đệ tử của Trường Sinh Điện nhận nhau với hắn, hắn cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào bọn họ, dựa được nhất thời, không thể dựa được cả đời. Chẳng lẽ sau khi rời khỏi đây hắn sẽ luôn núp sau lưng đệ tử Trường Sinh Điện sao? Đây không phải phong cách của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, một khi đã nhận nhau với đệ tử Trường Sinh Điện, mình như vậy mà là tổ sư thúc, cho nên không thể để cho tiểu bối chê cười đúng không? Dương Bách Xuyên đang nói chuyện trong đầu với sư phụ, đầu óc lơ đãng. Khương Thế Long nhìn thấy Dương Bách Xuyên không hề nhúc nhích, sắc mặt không chút biểu cảm, còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi. Liền lập tức nói, Dương huynh đệ, Dương huynh đệ. Dương Bách Xuyên phục hồi tinh thần lại, à, ồ, giữa ta và Trường Sinh Điện không có gì cả. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên từng bóng người từ phía dưới đi lên, đi tới xảo huyệt Thiên Ưng. Dương Bách Xuyên, chịu chết đi. Trình Vĩ Khang đi tới, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn ta lập tức lao về phía Dương Bách Xuyên. Giờ đây có sự hỗ trợ của Mộc Ngưng Hiên từ Thiên Kiếm Sơn và Lưu Dịch Thần từ Bách Luyện Sơn Trang, trong lòng hắn ta tràn đầy tự tin,
lần này chẳng khác nào tứ đại thánh địa cùng nhau đối phó Dương Bách Xuyên. Trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng xanh, cầm vãn linh trượng trong tay, nhìn thấy Trình Vĩ Khang dẫn người tới tấn công mình, hắn đột nhiên nheo mắt lại. Đợi đã! Ngay lúc này, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên xuất hiện một bóng trắng, là một thanh niên với mái tóc dài phiêu giật đứng chắp tay, ngăn trước mặt Dương Bách Xuyên, quay lưng về phía hắn, đối mặt với Trình Vĩ Khang. Mộ Trường Phong, người muốn ngăn cản ta sao? Giọng nói Trình Vĩ Khang cực kỳ âm trầm, nhưng vẫn dừng lại, hắn ta đối với Trường Sinh Điện vẫn có vài phần kiêng kỵ. Trong mắt của mọi người, Mộ Trường Phong là một quân tử phong độ nhẹ nhàng, hành vi cử chỉ cách nói chuyện làm việc đều rất trầm ổn. Đối mặt với ánh mắt như phun lửa của Trình Vĩ Khang, Mộ Trường Phong lạnh nhạt nói, không dám, ta chỉ có lời muốn nói với Dương Đạo Hữu, cho nên xin ngươi chờ một chút. Giọng điệu của Mộ Trường Phong rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại rất có lực. Trong giọng nói mang theo sự đáng tin. Lúc này bên cạnh Trình Vĩ Khang có Thẩm Bạch, Mộc Ngưng Hiên, Lưu Dật Trần và Lãnh Tiêu Dật, tất cả đều hội tụ lại đây, tức giận nhìn Mộ Trường Phong. Mấy người rất khó chịu với sự cản trở của Mộ Trường Phong. Nhưng đứng trước mặt Mộ Trường Phong, hoặc nói cách khác đối mặt với người của Trường Sinh Điện, bọn họ thật sự không dám lật mặt. Ở tu chân giới, ai cũng biết người của Trường Sinh Điện đều là kẻ điên, không dễ dàng gây chuyện, nếu người của Trường Sinh Điện thật sự kết thù với ai đó, cần thiết phải cho ra một kết cục. Hơn nữa bên cạnh Mộ Trường Phong còn có Hiên Viên Linh Hề của Hiên Viên Hoàng Triều, bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Hoàng Triều tu y đạo, y thuật và luyện đan đứng đầu chín thánh địa lớn, ngay cả Thông Thiên Cung đứng đầu chín thánh địa cũng phải tìm người của Hiên Viên gia tộc để trị bệnh luyện đan. Có thể nói ở tu chân giới, người của Hiên Viên Hoàng Triều có quan hệ rộng nhất, ở tu chân giới ai sẽ không bị thương, ai không cần đan dược. Cho nên trong mấy thánh địa lớn, mọi người không muốn đắc tội người của Hiên Viên Hoàng Triều nhất. Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều có quan hệ rất thân. Tu sĩ bình thường không biết, nhưng người của mấy thánh địa lớn đều biết, thê tử của thánh chủ Trường Sinh Điện chính là muội muội của Hoàng đế Hiên Viên Hoàng Triều, là trưởng công chúa của Hiên Viên Hoàng Triều. Bởi vì có tầng quan hệ này, quan hệ giữa Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều là liên hôn, có tính chất cùng tiến cùng lùi. Nếu đắc tội Trường Sinh Điện, người của Hiên Viên Hoàng Triều sẽ ra tay và ngược lại. Cho nên mặc dù đám người Trình Vĩ Khang rất tức giận với sự cản trở của Mộ Trường Phong, nhưng sau khi Hiên Viên Linh Hề đi đến, đành phải nhịn xuống cơn tức. Đối với Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên và Luyện Sơn Trang Lưu Dật Trần, bọn họ giúp Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch bởi vì quan hệ giữa các thánh địa và lợi ích chung. Nhưng còn chưa đến mức xé rách mặt với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Tạm thời là vậy. Trình Vĩ Khang nghe vậy, lạnh lùng nói, Mộ Trường Phong, có gì nói nhanh lên, đừng cản trở việc ta lấy lại pháp trượng vạn linh của mẫu thân. Hắn ta cố ý nhấn mạnh câu cuối, cảnh cáo Mộ Trường Phong rằng Dương Bách Xuyên đã đắc tội thánh chủ, khuyên Mộ Trường Phong biết điều chút. Mộ Trường Phong không thèm để ý đến lời nói của Trình Vĩ Khang, lạnh nhạt liếc nhìn đám người Trình Vĩ Khang, nói trước khi ta biết trước thân phận của Dương Bách Xuyên, ai dám ra tay có thể thử xem. Giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt, nhưng từ trong miệng của Mộ Trường Phong lại tràn ngập bá đạo và sát y, tương đương uy hiếp đám người Trình Vĩ Khang. Ngươi, mặt của Trình Vĩ Khang đen kịt. Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên, người từng thua trong tay Mộ Trường Phong, nói, họ Mộ, nói mạnh miệng đừng cong lưỡi, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ, hôm nay ta ngứa mắt tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, ngươi muốn làm thế nào? Một tiểu tử vô danh, ai cho hắn lá gan xâm nhập Thiên Yêu Hành Cung? Đối với Mộc Ngưng Hiên, sau lưng gã ta có Thánh Địa Vạn Linh và Phù Linh Tông, hơn nữa cũng nhìn ra mối quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện, nói năng bừa bãi vì chọc giận Mộ Trường Phong. Bởi vì trong trận thi đấu giữa các đệ tử của chín thánh địa lớn trăm năm trước, Mộ Trường Phong đánh thắng gã ta, làm Mộc Ngưng Hiên mất mặt trước người của chín thánh địa lớn, mỗi khi nhớ lại chuyện này, cổ họng của Mộc Ngưng Hiên như bị nghẹn lại. Sau lần đó, gã ta đã thề sẽ đạp Mộ Trường Phong xuống dưới chân, tìm lại mặt mũi đã mất, chứng minh tiểu kiếm tiên của Thiên Kiếm Sơn Trang là người mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi, hôm nay muốn mượn đề tài để Mộ Trường Phong ra tay, đánh giết một trận. Năm đó cũng chính gã ta nói muốn đánh với Mộ Trường Phong, lại còn thua, mặt mũi quét xác, nhưng lúc này,
Mộc Ngưng Hiên muốn Mộ Trường Phong đánh trước, như vậy, lúc tái chiến với Mộ Trường Phong, gã ta có thể tìm lại mặt mũi năm đó. Cho nên Mộc Ngưng Hiên khiêu khích vì muốn chọc giận làm Mộ Trường Phong ra tay, lần này gã ta tin tưởng có thể đánh thắng Mộ Trường Phong. Dương Bách Xuyên chỉ là một lời dẫn để gã ta chọc giận Mộ Trường Phong, nếu đã quyết định không mượn sức Dương Bách Xuyên, vậy không sao cả, nếu cần thiết gã ta có thể ra tay giết chết Dương Bách Xuyên. Mộc Ngưng Hiên mong chờ Mộ Trường Phong tức giận, tấn công gã ta. Người của Trường Sinh Điện bị coi thành kẻ cuồng chiến đấu, nhưng con cháu của Thiên Kiếm Sơn Trang, có ai không phải kẻ cuồng chiến đấu? Cả tu chân giới đều cho rằng lực công kích của Trường Sinh Điện mạnh nhất, điều này khiến đệ tử của Thiên Kiếm Sơn Trang cực kỳ không phục. Bọn họ muốn chứng minh sức chiến đấu mạnh nhất là Thiên Kiếm Sơn Trang chứ không phải Trường Sinh Điện. Mộc Ngưng Hiên có thái độ như vậy với Mộ Trường Phong không phải không có nguyên nhân. Nhưng sau khi nghe Mộ Trường Phong nói chuyện, suýt chút nữa Mộc Ngưng Hiên tức hộc máu. Mộ Trường Phong lạnh nhạt liếc gã ta, sau đó làm lơ, nói với đệ tử Trường Sinh Điện, các vị sư đệ, ai dám ra tay, giết chết tại chỗ, không chết không ngừng. Câu trước của Mộ Trường Phong rất bình tĩnh, nhưng câu tiếp theo lại lớn tiếng nói, mang theo sát khí dày đặc. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.